nhiều. Lần Bồ Đà Hằng Sa Lăng Gia Cha Mỹ Quan Đồng Thần Kính Xuyên Quy Phật lần thứ ba Tạ Tỳ Dâm Bị Đăng Măng Sa Lăng Gia Cha Mỹ Quan Đem Mẹ Đồng Thần Kính Xuyên Quy Pháp lần thứ ba Tạ Tỳ Dâm Bị Sang Khang Sa Lăng Gia Cha Mỹ Quan Đem Mẹ Đồng Thần Kính Xuyên Quy Tăng lần thứ ba Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyambi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyambi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thị Saranagahanang Nịch Thị Tăng Pháp Quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phạm Tê, dạ chúng con xin dâng. Mà na thi ba ta về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma đi ya mi còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh a đinh na đa na về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma đi ya mi còn xin bây giờ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp ca mê su mi cha cha ram về làm mạnh đi sẽ khó bất đăng sa ma đi ya mi còn xin bây giờ điều học là quy tánh xa sự tà hạnh mu sa wa đa về làm mạnh đi sẽ khó bất đăng sa ma đi ya mi còn xin bây giờ điều học là quy tánh xa sự nói dối sô ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na về làm mạnh đi sẽ khó bất đăng sa ma đi ya mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta về ra mani si kha ba đăng sa ma di ya mi con xin dân giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumi Cha Chara Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikha Badang Samadhyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự nói dối. Sura meraya machapatma dathana veramani sikha badang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani sadukang katuang appamadena nicchakalang samarakhitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quan giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A Ma Phạn Tê, dạ chúng con xin dâng. Sì lệ na su ca tinh doan tị, sì lệ na phu ca sâm bát đa, sì lệ na ni pu tinh doan tị ta sma, sì lăng vị sô tha dê.
các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thục lành thai uttamang ghe na quang đề hăng ba đa băng sung qua rút tam ăn bụt thê vô khả lý tô đô sô bụt thô cả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo của sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng thẩm măng cha đô vi thăng và răng thẩm mô vô khá lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo của sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đề hăng sẵn khăn cha đô vi thót tamang sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi sẵn bảo xá tội lỗi ấy cho con. Yani thapu ta ni sumagata ni pumma ni vaya ni vanta likhe Dathagatang deva mano sapu chitang buddhang namasama suvat Thi hô tuôn phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật thị hiện độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Yani thapu ta ni samagata ni phumma ni vaya ni vanta likhe Tathagatang deva mano sapu chitang thammang namassama suvatthi hotum. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chánh pháp đạo chuẩn mê khai ngộ, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Yani thapu ta ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta likhe Tathagatang deva mano sapu chitang sankhang namassama suvat thị hồ tu. Phàm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sanh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Để Atthalattha Sukhita Varunha Buddhasa Sene Aroga Sukhita Ho Tathaha Sabbe Hị Nhà Tị Phi. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thục lành thai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đi vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kể liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hành độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh,
nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kim chi kusala cẩm mang cấp ta băng kari văn mà ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sang ni no a thi ye ye cha sát ta a sang ni no ca tăng phu nha pha lăng mây hăng sập bê ba ghi ba quanh tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng phu nha pha lăng ma ya ye cha ta thi ta na cha năng ti đề qua găng to a ni vê đa dâm sắp bê lô cam hi dê sát ta chỉ quăng ta ha ra hê tu ca ma nhu năng bô cha năng sắp bê la băng tu ma ma dê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô hưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Y đăng qua ta mê đanh nha asa quạt khaya hoa hăng hô túc. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái Tam Bảo xong rồi. Dạ con kính đảnh lễ ngài Hiểu Tông mới vừa vào đạo tràng. Dạ xin gửi mít là chị Nhật Quỳnh. Chị Nhật Quỳnh có thể thỉnh pháp sư được không ạ? Hay là Trần Đạo phải thỉnh pháp sư? Dạ xin chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép đạo tràng con ta thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi varang aya chatha santi sa sattapara chakkhacatika desetu thammang anukam bimang bacchang satthamma berin vinayang chakayang suttang cha pangdang abhi adithamma chammang a cô ta dân tô sa tu sắc cha đẳng đăng ba bô tha ni ye và ri sa gà mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo giải đời nhắm giường lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tịch rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn.
Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi, dạ con xin gửi mic lại cho ngài Liễu Tông. Ngài Liễu Tông, con kính thỉnh bàn tay của ngài để ngài thử mic nè. Dạ con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bu Tát Sa. Nam mô Bụt Thà Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cực sinh nam cực sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thà Giả. Dạ hôm nay là ngày thảo luận Phật pháp của ngài Liễu Tông. Dạ kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thì giơ tay hỏi trực tiếp ngài hay là text chat trên màn hình để Trần Đạo đọc những câu hỏi của ngài của các anh chị để mà ngài giải đáp thắc mắc ạ. Dạ kính mời quý anh chị. Chị Nhật Quỳnh có trước máy không? Chị Nhật Quỳnh có thắc mắc gì giơ câu hỏi để giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, tại vì ngài vừa vào thì trên đạo tràng thấy im lặng không ai có câu hỏi, xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh ạ. Thân khà giá con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Con thành kính Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và bạch ngài, chưa có câu hỏi, con xin có một câu hỏi do ngài. Mấy ngày nay chúng con học trong tâm Phật giáo Nam Truyền này. Có một cái vấn đề, và kính chào anh chị Phan Quang Liêm thì giờ đạo tràng, là nói về mình quán tưởng vật thực đó bạch ngài. Và con nhớ là con xin hỏi ngài, trong kinh Bali Đức Phật có dạy mà chư tăng chư tỳ khưu quán tưởng thức ăn như thế nào, và hoặc là quán tưởng tử thi như thế nào, ngài giảng giải rõ cho chúng con được hiểu hơn. Tại vì ở trong đạo tràng cũng có một số vấn đề, có vị thầy giảng là mình phải nghĩ đến thức ăn mình nhồm gớm như thế nào đó, hoặc là mình phải quán sát tử thi cái chết, nhưng mà cũng có vị là nói là mình không nên nói như vậy. Dạ, bạch ngài, ngài chỉ rõ cho con để con được học cả. Nam mô Bụt Thà Giá, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, con kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quán về vật thực trong lúc ăn đó là Đức Phật dạy quán thường thường. Nếu quý vị được chư tăng dạy hay là chư tăng khi mà ăn, chư tăng từ quán lấy đó là những vật thực này là những vật nguyên chất được chế tạo, thì theo món vật dụng dù ta người dùng nó chỉ là nghĩa là một loại giống như là nutrition, không có sinh mạng, chẳng có chúng sanh. Và thọ thực không phải để có sắc đẹp như người phụ nữ, cũng không phải có sức mạnh giống người võ sĩ. Đại khái thì đó là cái bài mà quý vị nào là trong cư sĩ giới pháp hay là trong luật của tỳ kheo đều thấy hết á, đó là quán trong lúc ăn. Còn nếu mà quán về vật thực trong theo cái mười cái pháp quán
liên quan tới sáu pháp đầu, liên quan tới Đức Phật giáo pháp tăng mình đều học rồi đó, rồi quán về vật thực thì cái đó quán là khác. Quán về cái sự mà bất mỹ của vật thực, trước hết là quán cái nơi mà nó vô và nơi nó ra. Ví dụ như mình vật thực vô tới chừng mà nó được tiêu hóa nó ra thì cũ khiếu chẳng hạn, ví dụ nó ra nước mắt thì cũng có phải là cái vật mà đáng nâng niu ca tụng gì cả, nhưng đó là cái vật đáng nhòm gớm, hay là nó ra ví dụ như nó ra ở con đường tiểu thì nó cũng vậy, hoặc nó ra đường đại tiện thì cũng vậy, thì quán rất nhiều cách để cho mình chán nản trong những cái điều mà mình thỏa thích trong vật thực. Nhưng mà nếu mà trong lúc mình đang ăn mà mình quán cái kiểu đó thì mình ăn không có được, chắc chắn là quán mà giờ vẫn hồi thối rồi này kia xong, nên là cái đó là không có Đức Phật không có dạy quán trong lúc ăn. Ở lúc ăn là chỉ quán để làm sao để cho mình đừng có dính dính mắc vào những cái điều mà mình ăn, để cho nó không có niệm thất niệm hay là bao nhiêu chuyện khác nó xảy ra. Nhưng mà quán để nhàm chán thật sự về vật thực đó là mình phải quán như vậy đó. Nó có từ đầu tới đuôi nó có khoảng 7-8 step. Quán ví dụ như dỏm nhất rồi ra mồ hôi, ra nước mắt hay là ra nước dãi, nước gì đó. Rồi kế lên từ từ vậy đó. Thì quán cho tới cái cuối cùng rồi ra ra ngoài cái con đường đại tiện. Đó là những cái mà chị Gheo và cận sinh nam quyền nữ hoặc những hành giả nữ quán theo phương pháp thiền chỉ. Chứ còn trong lúc mà mình nhận vật thực hay là mình đang ngồi mình thọ thực thì không có quán tới những cái tứ giờ bẩn đó, mà chỉ quán để cho mình đừng có về say mê trong cái việc ăn mà thôi, để cho mình có niệm trong lúc ăn mà thôi đó. Chứ không phải quán để thấy cái gì ha. Thường thường chúng ta đó, cái pháp quán là để cho chúng ta có cái niệm. Chúng ta đó thì thường thường nhìn vào bên ngoài, chứ không có nhìn ra bên ngoài, chứ không nhìn ra bên trong. Thành ra cái nhìn của chúng ta luôn luôn là nó không có đúng với cái điều mà chư Phật đã dạy. Ví dụ mình đi ra ngoài, mình thấy cái anh Bảy nằm bên đường, mình né, mình nhân mặt bịt mũi rồi, tại vì mình sợ thúi, sợ này, sợ nọ. Nhưng mà thật sự là nếu mình nhìn bên trong mình đó, từ cái lúc mình biết bú cho tới cái lúc mà mình tắt thở đó, mình ôm kín ở trong bụng á, mình giấu sợ người ta thấy nữa ha. Mà họ thấy không có lấy đâu, mình cũng phải giấu vậy đó, che kín chứ có bao giờ thành ra không có thấy cái sự hồi thối ghê tởm của nó. Thành ra luôn mình có những cái nhìn ngược chiều vậy đó. Thành ra cái quán vật thực trong lúc ăn khá quán vật thực là cái đối tượng của thiền chỉ khác. Nam mô Phật Thầy giáo. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nam mô Bích Thai, dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính cho mời quý anh chị em đạo hữu có thể đưa bàn tay của mình lên, hoặc là có thể có những câu chết chát thì có từng đạo đọc. Dạ, nếu quý vị đưa bàn tay lên thì Nhật Bình xin nhường mic ạ. Dạ, mến chào Phạm Vượng và Giao Đạo Trang. Bạch Ngài, chưa có câu hỏi. Con câu vì bạn của con nhờ con hỏi nhà có một cái thiền viện ở Mỹ đó Bạch Ngài, có một cái thiền viện thì theo hệ phái Nguyên Thủy, cái ngày dân y đưa là trong chùa đi, dự định là có khoảng hơn được vừa chư tăng vừa tu nữ. Thì chuẩn bị vật thực bao thơ rồi coi như các cái là chuẩn bị cho bao nhiêu đó thôi, thì có một đoàn tăng ni hệ phái khác đến và cũng dự lễ, nên là thêm bàn ghế vật thực và bì thơ vân vân, thì Phật tử thì cũng không hoan hỷ với cái đoàn này, và nhân vị trụ trì thì cũng nói không biết làm sao, bây giờ người ta đến rồi
cái vị này cũng không ăn thịt, Phật tử cũng ráng sức để làm cho xong cuộc lễ. Và cái người này nhờ con là hỏi ngài như vậy, năm sau mình có nên đi đến cái chùa đó nữa hay không? Mình nếu mà mình đi mà mình gặp cái chùa này mình không hoan hỷ, có nên đi hay không? Và con kính bạch ngài, ngài chỉ dạy dùm cho con. Nam mô A Di Đà. Dạ kính bạch chư tôn hiền gia, kính thưa chư quý vị, không biết cái vị trụ trì hoặc mấy vị sư ở đó như thế nào thì chúng tôi không biết, chứ đúng nguyên tắc thì ở Thái ở Miến Điện họ đuổi ra chứ họ không có cho vô dự, họ đuổi ra khỏi cái khu vực kết giới Sima để làm cái tăng sự đó đó, phải vô nhiều khi đó có thể trong đó có ông sư hay là có cái người là một nhà sư gì đó thì có thể làm hư cái tăng sự như thường. Còn họ nếu họ muốn dùng thức ăn thì dọn đãi họ thức ăn thôi, chứ không có cho họ vô dính dấp vô cái những cái tài sản gì mà liên quan tới lễ dân y. Bởi vì tài sản liên quan tới lễ dân y đó là tài sản của chư tăng nhập hạ ở trong cái chùa đó mà thôi, hoặc cái kết giới Sĩ Ma đó mà thôi. Ông trì hay chư tăng không có quyền đem cái đó cả, mình nhớ chuyện đó, mình chia ra là thật rồi, là bậy rồi. Chứ còn ta làm không có đúng. Quý vị không ấy thì cái lật lực ra coi cái mục mà cả thi thánh tất cả đều biết. Đó là những cái trường hợp mà cái người mà tự nhiên thấy chúng ta lễ nghi mà vô vậy là thứ dỗm, thứ giả tu kiếm cơm nuôi mạng thì không có nên, kiếm ăn cách mức vệ sinh đó, nên đuổi ra đi chứ đừng có chơi vô. Còn cái chuyện mà quý vị muốn đi thêm đi hay là không đi nên quan sát một số cái sinh hoạt của đó. Nếu đúng thì có thể tiếp tục để tới làm phước được. Còn nếu không đúng thì kiếm chỗ khác. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thú nhà kính lãnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy, và con nghĩ là chắc bạn con cũng quan hỷ rồi đến nghe cái lời giảng dạy của ngài. Dạ, nam mô Phật Thầy giá. Dạ, một lần nữa Ngọc Quỳnh kính mời đạo tràng và nhờ mời những bàn tay và mời những câu chết chát ạ. Dạ, quý vị ráng quan hỷ lên quý vị. Một tuần lễ đạo tràng này được có một ngày thôi mà cũng không nữa, coi như là sớm nửa tiếng, nên kính mong đạo tràng hãy hoan hỷ đặt câu hỏi ạ. Nếu mà bích thai giá dạ, dạ tuần rồi á, ngài có nào có một vị khi mà hết giờ là có một vị đưa một câu hỏi lên, mà bây giờ thì con để con nhìn coi cái vị đó có bà đạo tràng chưa, con có lưu lại. Dạ con chưa thấy, con chưa thấy cái vị này vào đạo tràng. Dạ nhưng mà trong lúc á con lưu cái câu hỏi của cái người cái đích như thật á, thì vô tình là con có luôn luôn cái câu hỏi của một cái vị này mà bây giờ con cũng không có thấy ở trong đạo tràng, nhưng mà bây giờ tiện thể chưa có ai cầm mic hoặc chưa có câu chết chát, con xin hỏi ngài để con hiểu hơn về cái câu hỏi con ngày hôm đó. Ngày hôm đó thì con có hỏi ngài về vấn đề những đứa trẻ, thì có cái nick này hỏi như thế này, và ngài chỉ dạy cho con luôn ạ. Câu hỏi này nếu đưa tới hậu quả nhiều người tẩy chay chùa đang nuôi trẻ mồ côi, vậy có bị xem là ác bất thiện nghiệp hay không? Và con kính bạch ngài giảng dạy cho con, nếu câu hỏi của con mà làm thiệt hại người khác như vậy thì con có gây bất thiện nghiệp không bạch ngài? Con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền gia, kính thưa chư quý vị. Cái câu hỏi thì tùy theo cái tác ý của mình, mình nhớ đó. Nghiệp thiện hay nghiệp ác là tùy theo cái tác ý của cái người mà đang đặt cái vấn đề như vậy. Nếu mình thấy làm sai, mình đặt vấn đề với cái tâm từ, nói với cái lời muốn xây dựng để cho cái đó nó được tốt hơn hoặc là nó được trở nên đúng đắn nhất, thì cái chuyện đó không có gì là ác nghiệp cả, mà nó là thiện nghiệp. Còn nếu mình đặt vấn đề mà với cái ý nghĩ xấu, tức là
cái lời nói của mình có thể là nó không, người ngoài nghe không có thấy gì xấu, nhưng mà cái thật ý của mình đó, nghĩa là bất thiện pháp thì cái đó là bất thiện nghiệp, nhớ vậy đó. Thành ra cái quan trọng là cái lúc mà mình muốn đưa một cái gì để mình advise người ta đó, mình phải suy đi nghĩ lại thế xem mình nói cái điều đó với cái dụng ý của mình là dụng ý lành, dụng ý thiện, hay là mình nói để cho bỏ ghét, hay là nói để cho người ta khổ sở rồi này kia, thì cái đó mới hư, mới làm bậy thôi. Chứ còn cái chuyện những nó thật sự ra đó, chùa đó tu sĩ chứ có nhiệm vụ là học pháp và hành pháp và hoằng pháp mà thôi, chứ không có chuyện mà làm business hay làm bất cứ cái việc gì mà của hàng cận sinh nam cận sinh nữ làm. Cận sinh nam cận sinh nữ tới chùa thì cũng chỉ học pháp, hành pháp và hộ pháp. Muốn nuôi trẻ mà coi thì đem về nhà nuôi, chứ không thể nào dùng cái nơi chùa chiền để mà làm cái việc đó. Mình hiểu cái chuyện đó. Bởi vì người trong chùa, hàng tứ chúng trong chùa chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất là khanh thả thú rá và vạch thời sanh thú rá. Đó là cái bổn phận mà của từ hàng tứ chúng ở trong chùa. Chứ còn những cái chuyện khác thì không có, ngay cả nấu nướng trong chùa này kia, cái chùa tư thiệt họ cũng đã không làm rồi. Chứ đừng có nói cái chuyện mà ấy, quý vị không tin chúng tôi thì khi nào có dịp đi qua các nước theo Phật giáo truyền thống, tôi coi trong chùa có nấu nướng không có. Ông sư đi trị bệnh sống chết là do cái sự tu tập của ông ta. Nếu ông ta có nhiều phước báo thì no, không nhiều phước báo thì đói như thường. Chứ đừng có nghĩ là tu lâu là no, không có đâu, vẫn đói như thường. Đó. Thành ra tu sĩ thì có ba việc làm tối ngày là phải làm, tức là giới phải giữ, định phải hành tuệ, phải tu. Chứ không có chuyện nuôi con, nuôi trẻ gì cả. Không có việc làm business để tạo thêm lợi tức cho chùa này kia. Cái đó là cái chuyện đó là Đức Phật cấm. Và Bậc Thiện Trí rất là tha thán những hành động như vậy. Âm mô với thai á. Dạ, sa thú, sa thú. Đành thai con thành kính, đảnh lễ tri ân Ngài. À, trong khi Ngài trả lời câu hỏi của con, thì con cũng tự hỏi tâm mình. Dạ. À, kính chào Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Con cũng tự hỏi tâm mình. À, dạ, giác ngộ. Nói gì đây không biết nữa. Dạ, giác ngộ con muốn cầm bích không ạ? À? À, con cũng tự hỏi tâm mình. Coi mình hỏi cái câu đó để làm gì. À, với gói có ác ý hay không? Hay con kính bạch Ngài là con hỏi tâm mình là không. Tại vì con thấy một cái điều lạ. À, con hồi trước con rất là hoan hỷ với những chùa mà nuôi trẻ. Ví dụ như lúc con ở Việt Nam, lúc con chưa biết gì là đạo Phật hết á. Nhà chưa biết gì hết á. Thì con rất là hoan hỷ với cái ngôi mà Nhất Chi Mai. Là sau này là thành Tịnh Xá Ngọc Quyển. Là lúc đó nuôi trẻ con phải lén ông xã con đi mua giải, con đem vô chùa, con cho nha cái dịp con gặp một sư cô và ẵm đứa bé đi chữa bệnh cùng với con của con, nên là con mới lén ông xã con mà mua giải đem vô chùa cho. Nhưng mà sau này thì con càng học thì con càng thấy không biết cái việc này có đúng hay không, thì con hỏi thôi chứ con không có ác ý gì hết. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Rồi bây giờ trở lại là giác ngộ, nó là kính thưa Ngài là cái gì đây? Dạ, kính mời Ngộ có thể cầm mic không ạ? À? Nam Mô Bích Tha giá. Nhục Bình kính mời ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, con không thấy tín hiệu của giác ngộ. Dạ, Nhật Bình kính chào. Quỳnh Trần Phụng kính chào Thôi Kệ.
Dạ, không biết giác ngộ muốn nói cái gì ạ. Dạ, không biết giác ngộ muốn nói cái gì nên xin lỗi nha, có thể chat lên rõ ràng hơn. Có câu hỏi hay là muốn bàn vấn đề gì thì có thể cầm mic thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mic á. Dạ, kính chào Lễ Hoa mới vừa vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên. Nhật Quỳnh xin nhường mic và có những câu chết chát thì có sức trần đạo đọc ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, con cũng không có thấy tín hiệu đưa bằng tay, cũng không có thấy câu chết chát. Dạ, con xin xin hỏi tiếp ạ. Dạ, trong khi Nhật Quỳnh hỏi, kính mời bàn tay quý vị và kính mời câu chết chát, Nhật Quỳnh xin để câu hỏi của Nhật Quỳnh lại ạ. Dạ, con vừa rồi học câu pháp cú số 2 đó bạch ngài, nói về cậu Mattha Quỳnh Đa Lý mà khi nằm ngoài hiên nhà để chờ chết mà thấy cái bóng Đức Phật mà khởi lên lòng tin tín, thì khi đó thì vị này đã chết đi và được tục sanh lên thiên giới. Và câu hỏi của con là nếu mà lúc sanh tiền mà cái mình bản thân con đi là mình không có thường làm điều điều thiện việc thiện, nhưng mà đến lúc cận tử nghiệp mình được may mà gặp được những thánh nhân và mình khởi tâm tịnh tín thì được sanh thiên, hay ngược lại, thì trong Phật giáo có cái mà may rủi không bạch ngài, hay là trường hợp này là tương tự như vậy là do đâu? Thí dụ như giờ do có mình đã tạo thiện nghiệp từ đời quá khứ thì mình tới cái giờ đó mình mới gặp được như vậy, hay là may rủi trong cái Phật giáo mình có dạy may rủi không bạch ngài? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiện già kính thưa chư quý vị, không có Phật trong Phật giáo không có hên xui mai rủi gì cả. Cái vị thường thường những cái vị mà gặp được Đức Phật đó thì cái thiện nghiệp nó tốt, làm chuyện thứ hai nữa trong cái đời hiện tại đó họ có lẽ là con nhà giàu rồi cái cơ hội làm ác rất là ít hoặc là không có, đúng không? Họ cứ, mình từng thấy họ không có làm thiện mình cứ nghĩ rằng họ chắc là tào lao, không phải. Cái đó không phải tùy, nhưng mà khi mà cái người mà gặp được chư thánh tăng hoặc Đức Phật đó thì cái phước mà đã tạo của họ lớn ghê lắm. Thành ra cái sự tịnh tín trong lúc đó đó, nghĩa là cái đức tin trong lúc đó đó, nó là một loại thiện pháp, nghĩa là có khả năng giúp những cái thiện pháp nào đang đi theo đó đủ năng lực để cho quả, đủ năng lực để cho quả. Nhưng mà cái chuyện đủ năng lực để cho quả về một cái kiếp an vui đó, chuyện đó thì bình thường thôi, nhưng mà về cõi đã ở bao lâu cái chuyện đó mới quan trọng đó. Ví dụ bây giờ mình hên mình để bát cho ông Phật độc giác, mình đâu biết đâu, mình thấy thân tướng thanh tịnh của mình để bát xong cái nếu mình chết lúc đó có thể là cái tư tưởng mà nó đang hoan hỷ với cái việc được thiện mình làm đó, có thể sanh về cõi an vui nào đó. Nhưng mà nếu cái ác nghiệp mà trong quá khứ mà nó nhiều, nó theo kịp, nó vẫn lôi xuống như thường, theo tướng thường ở cõi chư thiên nó sống chết như thế nào thì mình miễn bàn, tại vì mình không có thấy tận mắt. Nhưng mà mình nhìn con người biết đó, chết từ trong bụng mẹ chết ra, thành ra con người mà được sanh làm người đó, nghe sanh vô bào thai của một người phụ nữ rồi đó, ít nhất thì cái kiếp trước đó hoặc một vài kiếp trước đó, có cái kiếp mà có khả năng cho quả để sanh làm người đó, người đó phải tạo thiện pháp tối thiểu phải là ngũ giới trong sạch. Nhưng mà tại sao vô tới tới đó rồi bị trục ra là sao? Cái nghiệp ác theo kịp. Thì chúng tôi thường thí dụ cho quý vị hiểu đó, nghĩa là mình có hai con chó nó đuổi theo hoài, con chó trắng con chó đen, con chó đen tượng trưng giáo pháp, chó trắng tượng trưng thiện pháp. Nếu con chó trắng nó có đủ năng lực mà nó chạy theo mình nó thì nó cản, nó không cho con chó đen nó nhào lên táp mình. Mà nếu con chó trắng mà nó yếu năng lực cái là con chó đen nhào lên nó táp mình liền,
là mình dấp ngã lúc đó liền, không có gì đó. Thì trường hợp vậy có hai cái loại nghiệp luôn luôn đi theo tất cả chúng sanh, nghiệp thiện và nghiệp ác. Thì nghiệp thiện nó đủ cơ hội nó cho quả là nó cho liền, cho thân người. Nhưng mà vừa mới sanh vô trong một vài ngày thì, hoặc là một vài tháng thì cái nghiệp ác nó theo kịp. Thì dầu rằng người đó chưa có từng có con vẫn đi phá thai như thường đó. Chứ không phải dễ, hoặc là ở những cái xứ nó có chuyện phá thai rất là dễ. Thành ra mình nên hiểu những cái chuyện đó để mình thấy là không phải là gặp, mình nguyện gặp được Phật, đi gặp một cái được Phật rồi mình được an vui, được này được nọ. Xin thưa quý vị đừng hy vọng, nghiệp mình tạo không đủ năng lực mình gặp Phật cũng như không gặp. Mà nếu cái nghiệp mình mà tào lao, gặp Phật còn là bậy nữa, không phải không đó. Quý vị nên nhớ trong đời của mình đó, có thể mình sanh ra làm người tham nhân có trí tuệ, nhưng không có nghĩa mình là người có chánh, là người có chánh kiến. Nhớ chuyện đó. Mình có thể tu đắc thiền, có thể làm được nhiều việc, nhưng mà mình có thể không phải là người có chánh kiến. Người có chánh kiến là khi nào cái người đó phải đắc quả thánh kìa thì mới bảo đảm cái tương lai của mình, của gì đó mà thôi. Chúng tôi thí dụ cái người mà có trí tuệ sinh ra như ông Devadatta, tức là ông Đề Bà Đạt Đa đó. Đó, sinh ra đắc bát thiền ngũ thông, nhưng hỏi ông phải có phải là người có chánh kiến không? Dạ thưa không. Bởi vì nó có chánh kiến sao làm bậy để đi địa ngục làm gì? Thấy chưa? Thành ra dầu mình là người tam nhân, sinh ra có khả năng đắc thiền, nhưng mà nếu mình học Phật Pháp để cho hành trì cho đạo quả, ít nhất là sơ đạo sơ quả phát sanh, thì mình vẫn có cơ hội đi địa ngục như thường. Chứ không phải là đừng có tưởng rồi tôi đắc thiền là tôi ngon. Không có đâu. Bởi thiền vẫn là pháp hiệp thế như thường. Đó. Thành khi nào trở thành người có chánh kiến, tức là bậc thánh, lúc đó mình mới bảo đảm cái tương lai của mình mà thôi. Vì nên nhớ chuyện đó. Thành ra cái chuyện mà sanh ra được, gặp được Phật rồi được sanh lên cái chuyện đó bình thường nha. Nhưng mà rồi sau đó như thế nào thì cái chuyện đó mới là ghê gớm. Chẳng phải là, nên nhớ không bao giờ mà dễ vui trong thiện pháp là như vậy. Mà dễ vui trong thiện pháp là cái cơ hội mà mình trở về bốn ngôi nhà cũ rất là nhanh và rất là lẹ. Quý vị nên nhớ đó, mình nhắm mắt đây đó, mình có thể mình rớt xuống bốn đường ác đạo nhanh như chớp, nhưng mà từ bốn đường ác đạo mà trở lên làm người đó, quý vị cứ tính con rùa mù coi, bài kinh con rùa mù riết, nên là thiên nan vạn nan mới trồi lên lại. Mà bây giờ mình gặp được sanh làm người đó là quý rồi, gặp được Phật Pháp mà vẫn còn dễ vui thì đừng có trách ai cả, nên question chính mình cái đó. Nam mô Phật Thầy á. Dạ sa thú lành thai. Dạ con thành kính tri ân những lời giảng dạy của ngài rất là nhiều. Dạ nam mô Phật Thầy giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời chị Metta, mời Huynh Kinh, mời ngài Xích Kim và mời mà tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc đưa câu hỏi lên. Và Huynh Kinh mới chào, có câu hỏi chưa Huynh Kinh? Nếu có thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của Huynh Kinh. Nãy giờ Nhật Quỳnh hỏi 3-4 câu liên tiếp rồi Huynh ơi. Huynh cứu bồ đi, để mình Nhật Quỳnh hỏi hoài kỳ lắm. Và nó không có ổn chút nào hết. Huynh có thể cứu bồ không Huynh? Nam mô Bích Thai dạ. Rồi đưa mắt kiến lên tức là cứu được phải không? Rồi mời Huynh cứu nha. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Kính lễ Thượng tọa Lưu Tông. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Mặc dù bắt cóc gọi gì tiếp nè. Thưa Lợi Tông, con nghe một số sách nói về vấn đề mà
kiểu mà tâm tâm ăn mót thôi, tâm ăn mót thôi, có người nói là ăn 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 của dư, ăn ăn dư lại của những cái khác. Theo như trong vấn đề mà hiểu biết của sư thì cái người ta gọi là tâm mót, thì theo nó là ý nghĩa nó như thế nào, và những cái loại tâm nào nó làm những cái việc mà để mà ăn mót như vậy sư. Còn thấy dùng chữ mót là cũng vui. Con định sư. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có lần chúng tôi đã đọc được cái tâm mót này, hình như vừa trong cái hệ của di pháp của ngài Tịnh Sự đã chỉ cho hai cái tâm thập di. Hai tâm thập di là nó như là cái đồng tóc nó đã thọ nhận đối tượng, nhưng mà đối tượng nó còn đủ năng lực, thành ra hai tâm thập di nó phải phát sinh hai hai sát na để nó nhận cho hết cái phần còn lại, tức là giống như ăn mót lụm lụm của thừa vậy đó. Đó đó là họ giải thích để họ họ diễn giải cái nhiệm vụ của hai cái tâm thập di. Nhưng mà còn nói ăn mót cái kiểu mà huynh hỏi chúng tôi không có rõ, là phải có đầu có đuôi thì mới có thể đoán được, chứ còn nói vậy thì chúng tôi cũng không biết nó nằm ở đâu ra. Bởi vì thường đó, mình thì đối với cái nghiệp đó thì mình ăn mót rất là nhiều nghiệp đó. Tức là cái nghiệp mà chuyên môn mà đi đúng đúng sau lưng người ta đó, nghĩa là không có bao giờ dám mà anh Dũng đưa tay lên trước á, cái đẩy đẩy cho người ta làm trước, rồi người ta làm cho hết gần hết rồi xong cái mình vô mình phụ, để mình giống như mình có phần góp phần trong cái việc thành công của công việc kia đó. Rồi sau này thì cái đời sống của mình luôn luôn là mót như vậy đó, nghĩa là thường có thừa, nó không có lợi ích nhiều. Nó là y theo ý chúng tôi hỏi cái câu của mình như vậy. Nam mô Bổn Thầy giá. Sao tới sao đây là người ta thì trong cái có rất nhiều trường hợp cũng có một vài cái trường hợp đặc biệt. Người ta nói là có người những người mà người ta thường thường thì mình gặp Đức Phật, gặp hình ảnh Đức Phật, gặp tượng Đức Phật như nãy sư nói đó, thì đa phần ví dụ mình gặp người mà có sự hiểu biết Phật pháp chẳng hạn, thì gặp tượng Đức Phật hay là gặp hình ảnh Đức Phật hay là gặp Đức Phật hoặc là những bậc mà trong sạch thì kia, thì khởi tâm thiện tín, tâm tịnh tín hoan hỷ. Nhưng mà cũng có cái trường hợp người ta thấy gặp tượng Phật, có số người gặp tượng Phật tự nhiên ta nổi tâm sân, thì trường hợp này theo như sư nó mình cần phải giải thích như thế nào để tại sao thấy hình ảnh Đức Phật uy nghiêm là trang trọng đạo hạnh gì vậy mà lại khởi tâm sân. Con thỉnh sư con nghĩ giải thích vấn đề này như thế nào. Nó cũng là một trong những cái chi phần đặc biệt trong trong cái tâm thức. Là một Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái chuyện đó chuyện bình thường thôi chứ có ở đâu. Thí dụ tà ma ngoại đạo hồi xưa ba lòng môn rồi bảo đảm, bảo đảm sao nó có cái tác ý hay ho được, phải không? Ngay cả cho chính chúng ta bây giờ vậy, đôi khi mà nếu mình không có cái tâm mình mà nó thất niệm lúc nào đâu, mình cũng dễ có cái đó lắm. Chuyện bình thường thôi, mình đi ra đường mình gặp ông ấy đang đi chung với ông mẹ, mình có cảm tình với ai đó, mình không thích cái ông đen liền đó. Hoặc là gặp ông mẹ mà đi với một ông Việt Nam, đều ăn Việt Nam nó không có cỡ nào được nữa, mình cũng vẫn thấy khoái ông Việt Nam hơn là cái ông mẹ. Cái đó là cái bản chất của các tâm mà bất thiện như vậy, nó ở trong con người mình. Bây giờ mình cũng có những cái tư tưởng như vậy, mà tư tưởng đó thường thường là do cái ngã mạn của mình nó âm ỉ trong cái chúng sanh loại đó. Nghĩa là khi mà gặp cái chuyện đó là không thích cái đó, hoặc gặp cái chuyện đó thích rồi tính sao đó. Nó có những cái chuyện mình không thể giải thích được, bởi cái đó là nó tùy theo cái thường cảnh duyên của mình.
kiếp trước mình tạo như thế nào nó trở thành một cái thường nghiệp, mình gọi là thường thân y duyên đó ha, bà ca tu bánh xá đó. Thành ra mình có người là không thích là thấy là không thích trước đó, rồi tới chừng giải thích rồi tính chào, và có người thích là thấy thì thích cái đó. Người tới chừng mua về hay là ai cho nhận về, lúc đó ngồi mới ngồi dùng pháp quán, mà quán có rê đó, thành ra quán sẽ đã rồi mới thấy mình tào lao, nhưng mà thôi lỡ rồi kệ đó. Tào lao tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sao dạ, kính thưa ông tọa. Dạ, nhưng mà trường hợp người ta ví dụ như giờ thấy một cái tự Đức Phật, mặc dù người ta là không phải đạo Phật, nhưng mà cái người ta đâu có chủ ý gì đó sư. À, vừa nhìn thấy cái tâm nó khởi sân, vừa nhìn thấy cái tâm nó khởi cái phản ứng, thì cái sự mà cái nhân cái duyên nào mà nó tác động để cho cái loại tâm sân nó phát sanh lúc đó. À, tại sao mà không là những cái tâm thiện lại là tâm sân, trong khi đó cái hình ảnh Đức Phật, tượng Đức Phật đâu có mắc mớ gì đó. À, mà họ phải nghĩ như vậy. À, đó là theo như cái ẩn tàng bên trong, do những cái duyên hệ như thế nào nó phát sinh cái lỗ tâm sân như vậy. Dạ, con thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thì cái ẩn tàng là những cái ác pháp mà mình quân tập từ nhiều đời đó. Thí dụ về dễ hiểu được, kinh nói cái này cho dễ hiểu được. Mình có người bạn, không biết riêng mình hồi xưa giờ chưa bao giờ đi chùa, tự nhiên ông này ông đi chùa ông nghe cái gì đó không biết, ông rủ mình cái vô, mình đi vô đó, nhưng mà mình vô đó nếu mà cái thiện nghiệp mình nó xấu đó, tự nhiên mình thấy cái tượng đó là mình không khoái rồi, thằng Phật mình không khoái chứ đừng nói gì đó. Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp mình theo đạo Bà La Môn hay là đạo Hồi đạo gì đó, là kiếp này mình có cơ hội mình gặp được người bạn ở trong đó đi vô rồi cũng phải bỏ đi ra thôi, mà bỏ ra với cái tâm rất là không có được thăng bằng, không có được thăng bằng đó. Nhưng mà cái ác pháp con người nó ấy, thành ra chúng tôi có từng kể chuyện trong cái room này đó, là hai anh em đó, một cái anh cha đi nghe pháp mà đi địa ngục, còn anh cha đi câu cá rồi được lên thiên đàng là vậy đó. Hai người bạn nhau làm có cái nghề câu cá rồi, nhưng mà tới cái ngày mà giới đó, ngày Ubosatha đó, thì mới chia nhau. Hai tuần này thì ông đi chùa nghe pháp, về kể là tôi nghe tuần sau, tôi đi câu cá cho ngoan, tuần sau thì ông vô chùa nghe pháp, nghe mỗi tuần người khác khác rồi đó. Thì cái anh đó, cái anh mà anh đi nghe pháp đó, anh vô anh ngồi nói anh ráng nghe để xong được cái pháp hay ra kể chuyện cho bạn ta, nó đang đi câu cá, nó nghe nó cũng quan hỷ theo. Còn cái anh mà đi câu cá đó, anh ngồi anh nghĩ nó không biết ông bạn mình nó vô có nghe thiệt Phật pháp được kể mình nghe hay không, hay là nó chỉ vô tới ngày nó nghe thôi, bữa nay mình câu được cá lớn thôi, để mình thì bán, mình bỏ túi riêng đi, rồi mình nói không có cá. Đêm đó hai anh trúng gió đi đoàn tụ, thì cái anh mà ngồi nghỉ tầm bậy đi câu cá, mà còn ngồi nghỉ bậy á thì đi xuống, còn anh đi cái kia thì đi lên. Nhưng mà ngược lại cũng trường hợp đó, thì có cái anh đi vô trong ấy, thì anh cứ nghĩ bạn mình biết nó câu thiệt câu giả hay ấy, còn anh kia anh đi câu cá thì ngồi nghỉ mình ráng mình câu để cho bạn mình hy vọng nó sẽ nghe pháp đàng hoàng, nó kể mới nghe. Thì đâu có cái anh mà đi câu cá lên thiên đàng, còn cái anh nằm ở trong chánh điện thì đi xuống. Đó. Thành ra tích tắc hai chuyện vậy đó, chứng rõ là cái tâm của mình đó, mình không kiểm soát là mình chết ngay tại chỗ, chứ không có đường nào tránh khỏi đó. Đó. Thành ra bây giờ mình phải quan sát để mình biết khi đi câu cá làm thế nào để đi lên, mà khi đi nghe pháp thì làm thế nào để giữ được cây tường đi lên, hay là làm tràm đất để đi xuống, thấy không? Đó. Hay là những cái ác nghiệp mình quân tập từ xưa tới giờ vậy đó, nó làm cho mình có những cái tư tưởng rất là quái gở mà mình không biết. Tới chừng khi mình gặp duyên duyên mắt mắt, rồi lúc đó mình mới trợn mắt ra thì muộn rồi, một thai á.
Sao đó, dạ, kính chào từ Lưu Long. Quý vị có câu hỏi nào chuẩn bị nha, post lên để sư trả lời cho. Trong khi là chờ đợi chúng tôi cứ hỏi vậy ha. Trong cái vấn đề mà như sư nói về nghe thì con thấy thường thường nghe thì dễ đắc đạo quả. Đây vấn đề thinh văn thì nghe rất là vậy. Vậy thì trong những trường hợp mà thấy hoặc là ngửi hoặc là nếm hoặc là xúc chạm hoặc là suy tư có đắc được đạo quả không chứ? Như vậy thì vấn đề này con cũng thỉnh sư giải thích làm thế nào để mà không lẽ chỉ có nghe không mà đắc được đạo quả, còn ngoài ra những cái căn khác không không thể nào đắc được. Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, thì dạ kính thưa chư quý vị. Nghe là phần trăm nó nhiều hơn mấy cái khác. Bởi vì khi mà mình tại sao mình nghe đó mình đắc đạo quả dễ hơn là cái khả năng cái căn bản mình về pháp học nó có. Thành mình nghe mình có thể mình quán theo cái điều mình nghe. Bởi vì khi mà quý vị vô trong cái điều mà quý vị tới cái nơi mà thân nghiêm thanh tịnh để nghe pháp đó, thường thường quý vị ít có thấy những cái mùi khác và những cái gì khác. Nó vẫn có thể, nếu mà có gì vẫn có thể đúng vào cái lúc mà ông giảng sư ông giảng cái đó, thí dụ như ông giảng về cái mùi mà nó xúc vô cái lỗ mũi như thế nào 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 này kia, xong mà lúc đó nếu mà có ai đó mà làm cái gì mà thơm thơm đó, thì nếu quý vị có niệm đầy đủ đó, quý vị vẫn có thể quán để đắc như thường. Mà thường thường nó vô trong đó, nó vô trong những cái chỗ như cái chánh điện để nghe pháp này kia, cái giờ nghe pháp nó rất trang nghiêm thanh tịnh, thành ra cái người nghe nghĩa là hầu như trong kinh điển không thấy chỗ nào nói người đang tiếng đắc hết đó, mà chỉ người nghe đắc. Là tại sao? Là người nghe có nghe chế định pháp nhưng vẫn có khả năng quán xét được thực tính pháp. Còn như ông giảng sư mà ông đơn giản mà ông giảng thế tự nhiên ông nhớ tới thực tính pháp mà ông ngộ ông quán thì ông nói đâu có được. Thấy không? Không lẽ ông đơn giản mà ông ngậm ngậm người ta tưởng đâu ông xỉu rồi, người ta lại khiêng đi bệnh viện nó mệt đó. Thành ra cái người nghe đây bao giờ vẫn có lợi hơn là cái ấy, nhưng mà muốn có lợi là mình phải có căn bản đấy nữa. Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị vô chỗ nào đó quý vị nghe nghe đồn có ông pháp sư này giỏi tới này kêu quý vị vô nghe, nhưng mà nghe để cho nghe, nếu quý vị không có căn bản về Phật pháp, có căn bản về pháp thì đi nghe mấy gì đó mấy. Quý vị nên nhớ thời xưa thời Đức Phật đó, Đức Phật cùng với chư tăng hàng ngàn vị mỗi ngày mà đi ra đường để nhận bát của ấy đó, nhưng mà đa số đều dân rồi có tắt biết gì đâu đó. Bởi vì thường thường đó là chỉ nguyện đi gặp Phật, giống như bây giờ chúng ta làm nhân nguyện gặp Phật á, mà chúng ta không có tạo cái căn bản về giáo pháp của Đức Phật hiện tại thì gặp Phật vị lai cũng chỉ xin được chụp hình để đưa lên Facebook thôi, chứ làm sao đắc đạo hòa đắc cái gì được, phải không? Thì nó bây giờ bắt đầu như này đó, mình muốn gặp Phật để có lợi ích chứ kiếp này mình phải học tới cái căn bản nào đó, rồi kiếp sau nghe Đức Phật hay là chư Thánh Tăng nói một câu mình có thể đắc đạo quả được. Vậy chúng sanh này nó có hai loại, một là bất tháo quy này giá, hai là xảo cả quy này giá, tức là mình là người có thể đắc đạo quả từ Đức Phật hoặc là con người một nhóm người khác đắc đạo quả từ các bậc thánh văn khác đó. Mà những cái đó là đâu phải muốn muốn là dễ đâu, đồng phải học đàng hoàng. Bây giờ tới hàng ngày là tới giờ là cái nghe pháp nghe đồ, thành ra chúng tôi mới nói với quý vị đó, quý vị có những cái gì thắc mắc quý vị hỏi để quý vị hạ thủ công phu được, cái đó nó mới có lợi ích. Chứ còn ngày nào cũng vô rung ngồi từ sáng tới chiều ngồi cho đã ra đó, ngày nào cũng ấy, không có ngày nào nhiều khi nghe, mở cái máy để 24/24 mà ngồi nghe vậy, chưa chắc có lợi ích. Tại cái căn bản thực sự mình không có, không có. Mà mình không có rồi đó, mình có gặp bậc nào đi nữa thì cũng không thể ấy được đó, cũng không thể giúp đỡ cho mình cái gì hết á. Thành ra cái quan trọng là do mình đó. Mình có căn bản là khi mình nghe rồi mình có nghe, lúc nghe là vẫn có thể hạ thủ công phu hành được liền trong lúc đó, chứ không phải là đợi tới về nhà rồi đóng cửa rồi nhớ là ông hồi chiều với ông giảng sư ông nói cái gì rồi mới quá, không cần. Nếu có căn bản là nghe lúc đó có thể quan sát theo cái lời ông dạy từ chế định pháp đưa tới thực tính pháp, rồi thấy những cái danh sắc gì ông trầm trầm đó vẫn có thể đắc đạo quả như thường, là do nghe.
Nhưng mà do những cái khác nó phải có điều kiện, nghe thì nó có sẵn điều kiện, vô đó nó có sẵn điều kiện, còn những khác nó vẫn có thể giúp đỡ như thường, nhưng mà nó, trường hợp đó nó là số phần trăm rất là ít đó. Thành ra thường chúng tôi hay đề cập là nghe thì nó dù cái gì ngồi đều gì nghe đó. Nếu quý vị vừa nghe vừa nấu cơm thì chờ chúng tôi cũng không biết chứ, nghe mà lắng tâm thanh tịnh để mà nghe không á, thì lúc đó là cái lỗ tai nó làm việc nhiều hơn, cái xúc ở lỗ tai nó làm việc nhiều hơn. Mà khi nó làm việc như vậy nó kích thích cái bộ não mình, nó có thể làm những cái việc mà mình cần thiết cho một cái vấn đề mà thành tựu của mình. Chứ còn nếu không mà mình không có, mình nghe giống như việc nghe sấm này thôi, chịu. Nam mô Bích Thầy giá. À, xa thứ, à, kính đơn thượng tọa Liễu Tông. Sao thấy im ru, rơm im ru rồi. À, thì sẵn có nghe chưa nói về vấn đề đi bác. À, thì chưa đi tu có thời gian, và kêu mình thọ dụng vật thực của ba tánh cúng dường là phải quán tưởng. À, quán tưởng vật thực này là chưa ăn thì chưa cái gì, nhưng mà ăn vô nhòm gốm tánh thôi, đủ thứ vân. Nếu mà người nào không có quán vật thực, người đó là giống như ăn mắc nợ. À, thì vấn đề này thì theo sư nghĩ như thế nào? Thì mắc nợ mình đâu có mắc nợ ai sư, tu chứ, người ta cúng dường, người ta dâng cho mình mà. À, chứ mình không quán tưởng thì mắc nợ là như thế nào? Theo như ý sư vấn đề này như thế nào? Mình đâu có mượn nợ, mình đâu có xin ta. À, tự động ta cúng dường cho. À, thì cái chữ mắc nợ ở đây cần phải hiểu như thế nào? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Mắc nợ là mình gieo một cái ác pháp khác, kiếp sau mình phải thọ lãnh cái khổ. Thí dụ chúng tôi thường thường kể cho quý vị nghe đó, chúng tôi có kỳ đi bác hôm nay thì đói cả tuần đó. Tại vì đi toàn ăn ba cái bí không, bí xào mứt bí này kia. Vừa đó đi gặp ông kia mới dần cái nửa cái đùi gà nó gần nửa con nướng thơm quá. Vì biết chúng tôi về ăn quên quán biết sao, tại quán này sợ là thành quán gà đó, thành ra ấy. Nhưng mà Đức Phật cho phép sau khi đó quán được vào, thành ra khi mà quý vị quán là để làm gì, để cho cái tâm nó đừng có thỏa mãn trong vấn đề vật thực. À, mà khi cái tâm thỏa mãn này tức là mình tạo ác pháp thì mình phải trả cái nợ đó chứ sao không trả. Mình không trả cho người dân mà chính mình tạo cái nhân để mình phải trả nợ đó. Thành ra khi mà ăn là phải quán là vậy đó, quán là cái câu có sẵn, câu Bali có sẵn ạch sa ma ghê gì đó, ví dụ. Nhưng mà tiếng Việt thường là những vật thực này là những vật nguyên chất, được thì món gì người ta là người dùng nó chỉ là vật nguyên chất, không có sinh mạng gì, có xuống sanh, ta thờ thực không phải đấy. Rồi mình nghĩ tới nghĩ lui những cái điều đó bằng tiếng Bali cũng tốt, bằng tiếng Việt cũng tốt, để cho mình hiểu, để cho làm gì, để cho mình có niệm trong cái lúc ăn. Tức là ít nhất mình ăn với cái tâm thì đại thiện ly trí cũng tốt hơn là mình ăn với cái tâm tham tội học tà mà vô chợ nó là chết, nghe không? Thì mình phải trả cái đó chứ sao. Quỳnh thấy cái tâm tham tới hợp tài vô chợ, bởi vì chỉ vô chợ nè, nói theo người Hà Nội đó, người Hà Nội đó, thì nó cho cái quả là gì? Thì phải trả nợ chứ sao không trả. Trả nợ là như vậy, chứ không phải là mình nợ ai cả. Nam mô Bích Thầy giá. À sao đó, dạ kính trên đường lưỡi tâm. Dạ, nhưng mà con thấy dạ, dù cái quán cái gì đi nữa, ví dụ như mình vô ngồi ăn mình quán vật thực này cái nọ, có giống như ông như sư Quyền Huynh vợ cũng nói, mình quán giống như mình để cái bịch đồ ăn mình ai mình nhả vô đó dơ góp vậy đó, mình quán sự nhòm góm thì không bị tham ái, không bị tham đắm. Nhưng mà con thấy giờ có niệm quán cái nào khi mà buông ra cái ngồi vô ăn cái cũng khoái như thường ngày xưa rồi, ăn cái thao máy thì cũng dẫn lên, thì vấn đề như vậy thì theo sư vấn đề này mình phải như thế nào? Ở vậy nếu mà mình quán lúc đó mình đọc mình chưa ăn, nhưng mà giờ khi mình ăn thì mình không có đọc, mà không đọc thì cái tâm tham nó cũng sanh khởi, thì trường hợp này phải giải quyết như thế nào? Dạ, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Trong lúc ăn vẫn đọc nghe, thì không phải đọc mà cái đầu mình suy nghĩ, mình nhai gì nhai ra mình, chứ không phải là nói nhai liên nhai hay là động chạm lưỡi với cái đó là cái chuyện tào lao, không có hai quán cái đó đó.
mình vẫn lấy cái nội dung của cái bài quán đó mình suy nghĩ trong lúc mình ăn. Chứ còn cái chuyện mà quán dơ, quán này quán nhỏ đó là cái đề tài quán về vật thực của thiền chỉ. Còn cái này mình quán để mình thọ dụng, chứ không phải là quán để được cái gì. À, nên nhớ là quán để thọ dụng, tức là quán để mình có cái niệm trong lúc mình thọ dụng cái vật đó. Đó. Nè, tứ vô dụng nhận được đều phải quán vậy đó, chứ không phải là quán để có ục cái bà đi cầm má ni mít ục cái tiền hay ục cái tiền ni mít rồi bà apana gì ông sùm, nó không phải. Nghe không? Cái gì đừng có hiểu làm hai cái khác nhau. Quán về vật thực để thọ dụng và quán về vật thực để đắc thiền, hai cái khác nhau. Nhớ khác nhau trồng trồng. Đó. Đừng có làm vậy là mình ăn mà quán cho nó dơ bẩn thôi, tối sao ăn, phải không? Lúc đó vừa ăn về sân chứ làm sao lại gieo nợ tiếp tục, vừa ăn về sân là gieo nợ tiếp tục á, không phải. Hai cái quán, hai cái hại quán nhau đó. Cái quán này là nó gọi trà tụ bạch trà giá, tới quán để tạo cái nhân duyên cho cái sự thanh tịnh của mình trong lúc thọ dụng mà thôi, chứ không có liên quan tới cái kia đó. Còn quán để thấy vật thực này khi nó vô bị cơ thể xong rồi nó ra củ khiếu như là nước mắt, mồ hôi, nước dãi, nước miếng hay đạm mũ rồi kêu là chất dơ bẩn gì trong chung đó, là cái quán để đắc thiền chứ không phải quán để ăn. Phải ra phân biệt rõ ràng. Nam mô Bích Tha Giá. À, xa thứ à, cái đơn thờ không giờ bây giờ trường hợp mà giờ mình quán mình cũng ăn, mình quán mình có thể đắc được đạo quả chứ. À, trong những lúc trường thiền tôi dạy đi ăn thiền ăn mà mình phải có quán tưởng này kia, là phải có chánh niệm tỉnh giác từng cái ăn này kia. Thì như mình ăn như vậy thì mình có thể bắt được pháp chân đế để mà chứng đắc được đạo quả trong lúc ăn hay không chưa? Dạ, con không lĩnh chưa. Nam mô Bồ Tát Giá Kích Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chịu quý vị, vẫn được như thường. Có chuyện cái gì sao vi vi ăn mà quên quán bị ông đại ông rầy đó, ông nói mà ông nuốt cục than vẫn còn ít nóng bằng ông ăn mà ông không có quán đó. Vì sao vi đó bèn không ăn tiếp mà ngồi quán. Thấy không? Tắt đầu quả vô thường. Nhưng mà cái gì mấy cái gì đó là thuộc loại là ba la mật trong tiền kiếp nó quá trời quá đất rồi, chứ còn mình đó, đừng hy vọng, đừng tưởng gì đó làm được mình làm được, tưởng gì đó làm được rồi thì chút nữa mà quên mà lên trong lên bàn ăn mà quán quán vậy coi chừng á, nguyên cái mâm nó vô mình chứ, ra trong bây giờ nó vô mình có quên nó chứ, đừng có giỡn. Nam mô Bồ Tát Giá. À, sao lắm dạ, cái chuyện được làm biết không. À, còn cái vấn đề nãy con cũng nghe chị nói vấn đề mà ổng khéo tu tập ổng khéo, ổng không biết trân quý về cái thiện pháp, ổng biết quý về pháp thì diêm vương gõ cửa này nha. Nhưng mà có những trường hợp như người ta làm phước, người ta có hồi hướng cho diêm vương, giống như người ta có quà biếu cho diêm vương rồi, thì như vậy có thể tránh được cái cõi diêm vương đó không sư? Giống như bây giờ đây trong room làm phước tu tập hành thiền trong cái hồi hướng cho diêm vương. Thì nếu mà lỡ gặp ổng, ổng cũng bỏ qua, ổng cũng xóa tội, ổng cũng tìm cách ổng giúp đỡ, tại vì ổng cũng lỡ mắc nợ người ta rồi, ổng nhận quà rồi. Vấn đề này theo sư thì mình nên hiểu như thế nào ạ? À, con thành thiện. Nam mô Bồ Tát Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, bảo đảm là gặp ổng kêu phán cầu thôi, vô chảo đi chứ không đường nào tránh khỏi. Bởi vì quý vị lên room này quý vị nghe nó thật sự, chứ quý vị nghe nó phải nói chứ trong suốt cái buổi nghe pháp này cái tâm thiện mà thiện ly trí được dài dài sách na thôi, còn đại số là tâm gì đâu không, làm sao có phước đâu mà hồi hướng cho người ta. Mình nên nhớ vậy đó nha, khi nào cái tâm mình thanh tịnh thật sự khi mình hồi hướng nó mới có kết quả, tức mình cho người ta mới nhận. Chứ tự nhiên cái ổng nghe có người kêu tên mình lại dòm nó cho, không biết nó cho cái gì, dòm thấy cái vỏ không có gì trong đó hết rồi. Thì ổng nhớ cái đó liền á,
Cái đó là ông nhớ, là ông Diêm Vương ông nhớ. Mai mốt gặp kinh kinh mà hỏi thời xưa tôi dạy gì pháp xong tôi hỏi hước báo cho ông, ông có nhận được không? Vô chảo đi, nó cậu phán câu thôi chảo. Bởi vì nó thật sự ra mình giàu rằng mình nói mình vô rung nem đọc Phật pháp hay bất cứ mình làm chuyện gì đó, nhưng mà quý vị tính từ cái lúc vô rung cho tới lúc ra rung, nó ác pháp nhiều hay là thiện pháp nhiều, cứ tính đi nghe không? Bảo đảm nghe không? Cái tâm mà lo ra hay là ngồi lo nghe chuyện khác và gì đó nó nhiều hơn là nghe cái lời ông giảng sư ông giảng. Chứ nếu mà thật sự mà tấn nghe là lắng tâm thanh tịnh mà ngồi ông giảng sư ông giảng đó, quý vị có thể đắc đạo quả trong lúc nghe, chứ không không phải đợi mà gặp Diêm Vương đâu. Nhưng mà rất tiếc là không làm được, đâu phải dễ đâu. Quý vị tưởng à, quý vị thử lắng tâm thanh tịnh, có người nào nó thật sự ra trong lúc bây giờ đó 29 người đó, có người nào mà ngồi lắng tâm thanh tịnh thật sự để nghe pháp không? Nhiều khi nấu cơm nấu nước nấu gì ông sùng quét nhà này kia ông sùng rồi làm sao mà có được cái phước duyên thật sự mà để cho Diêm Vương hay cho ai ha. Ông còn tức ông nói nó có phương nó mình không hiểu tiếng Việt, nó được nghe tiếng Việt mà nó nghe pháp mà nó còn dễ vui, rồi nó còn kiếm chuyện hồi hướng cho mình nữa. Ông còn tức thêm mới chứ ở đó. Nam mô Bồ Tát giá. À, sao thứ sao thứ dạ kính dạ sư. À, nhưng mà mặc dầu như vậy, dầu có lúc lo ra, ta ví dụ như Trần Đạo, Xích Nhật Quỳnh nghe bắt đầu chạy vô nấu bếp này kia, nhưng mà vẫn có nghe. Dạ, trong nhưng mà thì mình được biết là trong một cái khải ngón tay hàng tỷ tỷ sắc na tâm sinh diệt, thì dù nghe được chút xíu nhưng cũng có hàng tỷ cái sắc na tâm thiện pháp sinh diệt thì cũng có được phước báo cũng khá nhiều sư. À, thì như vậy thì đâu thể nói là không có được. À, thì khi mình có như vậy là cũng đã tạo được những cái thiện phước hồi hướng được. À, thì theo vấn đề này thì dù trong một tiếng hồ nghe được 15 phút cũng là nhiều lắm. À, có thiện pháp trong cái tâm nó sanh là vô lượng sắc na. Dạ, con cũng tỉnh sư giải thích cái này sao. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kinh bạch chư tổ hiền và kính thưa chư quý vị. Quý vị là nhớ đó, mình nghe với cái tâm thiện dục giới của mình đó, nó tâm thiện đó, tâm thiện dục giới của mình khi nó phanh cô nó có bảy sát na, nó xuống hàng ngàn tỷ sát na là phải quăng khá cha mình nói chuyện đó. Đó lý do là sao mình nghe mình không hiểu, mình nghe mình không hấp thụ được cái chuyện gì là vậy. Nghĩa là cái phá quăng khá nó phát sinh còn nhiều gấp hàng tỷ lần cái động tốc, thì làm sao mà mình ấy, ví dụ mình động tốc nó phát sinh có bảy sát na, nó xuống hàng ngàn tỷ sát na phá quăng cá rồi trở lại bảy động tốc sát na, nó thật sự chứ nghe chơi chơi vui chứ có biểu nhớ không nhớ đâu vậy. Đừng chứ đừng nói mà quán sát theo cái lời cái âm thanh của vị giảng sư đó, bây giờ cái suy nghĩ cho có phải không ở đó, đó không phải dễ đâu huynh, nó thật sự đó, mình muốn tạo thiền pháp nó không phải dễ đâu. Mình tạo thiện pháp đó, cái tác ấy ba thời hoặc bốn thời mình nó rất là khó phát sanh, nhưng mà nếu mình tạo ác pháp thì nó có rất dễ phát sanh, nói cho quý vị biết không. Đó là lý do tại sao mình làm thiện pháp, mình nguyện này nguyện nọ, chứ làm ác pháp không cần nguyện đâu. Hay là mấy anh cha mà hay nguyện là ta không vào đừng ơi vào là thấy dỗm hết đó, nghĩa là ngũ giới đừng có giữ giới nào, đi ra thì thấy người thì mà lụi cho ông phát, thấy ai để hở thì rình, để kính thì rình, để hở thì rình, làm vậy thì tự nhiên đi địa ngục khỏi nguyện. Bởi vì cái áo pháp nó phát sanh nó có khả năng nó liên tục nhiều hơn thiện pháp của mình, chứ không phải dễ. Còn mình muốn thiện pháp mình mà phát sanh liên tục nhiều vậy đó, mình phải tập. Tập là tập cái gì? Tập có niệm, tức là mình nói là tập thiền đó. Tập có niệm tức là làm sao để cái tâm mình nó ở trong cái đường liên tục trong thời gian rất dài, lúc đó mình nghe pháp nó mới có kết quả. Còn bây giờ mình làm việc đó không được, chưa được. Mà khi chưa được mà huynh muốn nghe nói nghe pháp mà có phước á, xin lỗi huynh. Nói ra quý vị buồn, mai mốt quý vị chắc vô rum của ngày trưởng lão chủ rum chắc vẫn que trở lại rồi chứ không phải dễ đâu, thấy không? Nó không phải dễ, thử biết đi đâu hả? Đó. Chúng tôi thường hay nói đi ngang chợ nghe hai cái người đẹp mà tay chống tay khuỳnh mà cự nhau chửi nhau, nghe say mê, nghe nhớ luôn.
Còn quý vị vô room nghe ngài trưởng lão dạy kinh pháp cú, có quý vị nào ra khỏi room nhớ không? Nó hỏi thật sự đó, hỏi như gì mà nghe rồi này kia nghe ra khỏi room có nhớ gì không? Bảo đảm quên 100% luôn, chứ đừng nói 90%. Thì làm sao nó có năng lực để mà nó là phước báo để mình hồi hướng phước báo cho người ta, ha? Nó mồ bích thầy á. À, sao thú, à, kính ơn thượng tọa Lưu Văn. Như vậy thì giờ thực tiễn là theo như được gọi thì có cách nào để mà người ta vô nó nghe nghe pháp nghe được mà nhớ liền được không sư? À, có cách nào nghe xong người ta có thể ghi nhận nắm được những cái ý nghĩa sâu xa bên trong được của cái bài pháp không? À, chẳng hạn như một câu pháp cú hay là một cái gì mà người ta nghe người ta nắm được ý nghĩa, và đặc biệt bên trong đó thì sư có phương pháp nào để mà dạy cho Phật tử được có được cái lợi ích ngay trong hiện tại mà. Rồi con cũng thỉnh chưa. Nam mô Phật Tha Gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, không có khả năng đâu huynh. Thành ra thường thường là chúng tôi không có thuyết pháp là vậy đó. Khi tôi nhận lời con ngài trưởng lão chú rung này là xin nhận lời để trả lời, là khi nào quý vị học ở đâu mà quý vị không hiểu cái đó đó thì quý vị muốn nhớ dài quý vị phải hỏi cho hiểu. Nhưng mà rất tiếc cái rung này đó như là rất là thuộc loại thượng căn đó, thành ra học xong rồi đâu có không nghe hiểu hết rồi đâu ra đâu có hỏi là vậy đó. À, mình đừng có kênh ha. Cái đó thật sự ha. Không hỏi mà không hỏi cái mà mình đang thắc mắc mình hỏi đó, mình có cơ hội để nhớ và cơ hội để thông hiểu nó dễ hơn là cái gì mình vô mình nghe bài pháp rất hay. Quý vị không tin chúng tôi gì vô những cái room mà nghe giảng đúng kinh điển đàng hoàng đó, hỏi ngồi một tiếng hồ rồi nghe xong rồi cái được không? Có nhớ được không? Không nhớ. Thành ra bên chỉ có miếng điện đó, họ làm được mà mấy nó khác không có làm theo thôi. Miếng điện khi ông giảng sư mà ông đăng đàn rồi đó, ông dốt một ông lấy một cái câu ví dụ là sẽ của na chà pha la năng e tâm măng ngắm hút mà ông biểu thính chúng lặp lại 5 lần trước khi ông muốn nói gì đó, 5 lần nghe thính chúng đọc xong 5 lần rồi ông bắt đầu ông giảng 1-2 câu gì đó, giảng chừng 5-3 phút gì đó, ông biểu lặp lại 2 lần. Thành ra người miếng điện đó nó ngoài nó họ thuộc Phật ngôn rất nhiều là vậy, là tại cách thuyết pháp, cách giảng pháp họ như vậy. Nghĩa là có thể là họ không có khả năng để tu tập gì nhiều, tại vì nó thật sự đây họ chỉ nhớ ngôn thôi, mà muốn nhớ Phật ngôn vậy đó. Thì tới lúc nào mà có khả năng mà hay hoặc đó những khóa thiền vô tu tập nó vẫn có kết quả nhiều hơn là người không nhớ Phật ngôn đó. Còn như ở đây đó, thường là ngài chú rung ngài rất là tôi có tâm từ ra ngài ơi ai cũng đọc là đọc đọc thôi ha, vô nghe đã ra vừa đóng rung là email gửi trả lời cho ngài chú rung rồi thì làm sao mà lấy đâu bạn. Mình phải nhớ trong đầu mình rồi đó, có thể tại trong rung 2 tiếng hồ mình không có hành được, nhưng mà ít nhất khi mình hiểu rồi đó, rồi mình vừa đóng rung là mình khoan đi đâu ha, mình rất cố gắng lặp lại những cái lời đó để xem mình đã hiểu chính thức thực sự là hiểu giống vậy chưa. Nếu mà không nó phải hỏi lại, nghĩa là bữa sau mà bữa sau nó đã trễ rồi, bữa sau nhiều khi mình lại quên, nghĩa là gọi điện thoại cho ông giáo sư nào mà mình thân thiết nhất có khả năng giải đáp đó, hỏi liền, hỏi con hiểu vậy có đúng hay không, thì cái lúc đó mới hành được. Chứ còn nếu mình không nhớ không gì làm sao mà hành được. Đó là cái những cái mà mình muốn làm cho được là phải có những cái nghĩa là cái những cái sự đầu tư liên quan vậy đó. Bởi vì chứ siệt khả chúng tôi nói hoài nó có 5 chi đó là hỏi, nghe, hiểu, nhớ và hành. Đó. Nghĩa là mình nghe xong phải hỏi. Hỏi để cho hiểu đàng hoàng rồi mới bắt đầu mình nhớ. Nhớ rồi mình đem ra mình hành, bất cứ lúc nào cũng đem ra hành được thì lúc đó nó mới có kết quả. Còn nếu mình nghe rồi không có hỏi, có hiểu hay không giảng sư cũng không biết mà mình cũng chắc chắn là không có không biết luôn thì lấy cái gì hành. Mỗi lần hành phải lật sách ra đâu có được. Huynh cứ nghĩ là huynh thi bằng lái xe
Quỳnh không biết luật về mỗi lần lái xe phải để cái sách luật đi đường là lái sao sao đâu được nha. Cái thứ nhất, thứ hai thì Quỳnh làm không có đúng chỗ. Chúng ta thí dụ như trường hợp là một anh kỹ sư đó, kỹ sư về máy móc chế xe giỏi lắm, bữa ra xe chết máy giữa freeway ông làm gì? Ông ngồi ông nghiên cứu máy nổ hả? Chết bá thở luôn, xuống đẩy xe vô lề cái đó ông nội ha. Đừng có tưởng đâu tôi đây kỹ sư tôi chế xe và tôi ngồi tôi nghiên cứu máy nổ vô đường, không có nên. Thì đa số mình học cái kiểu đó đó, hay là quan sát cái lúc mà không phải thời làm gì cũng phi thời đó. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa lắm à, kinh doanh từ từ cái à, nhưng mà cái trong cái vấn đề mà cái vấn đề này ấy, theo con thấy là cũng do giảng sư cũng là một cái phần rất là quan trọng. Ông sư cũng giảng giống như là ví dụ như một người ca sĩ đây con lên ca hay ấy, thì tự nhiên tôi sẽ chú ý sẽ ghi nhớ nhiều à, mà ca dở người ta không thèm nghe người ta không có chú ý thì vấn đề giảng pháp là gì mình giảng không rõ ràng không mạch lạc thì tạo cho người nghe không có ghi nhận được cái pháp một cách sâu sắc. Còn cái người mà giảng hay giảng hấp dẫn lôi cuốn thì nó có thể đem đến cái sự lợi ích rất là nhiều. Thì như vậy có phải là do ảnh hưởng của người giảng sư cũng khá quan trọng không thưa chưa à, con cũng thỉnh chưa ạ? Không Quỳnh, đa số rồi bây giờ thì là cái đó là nó không thể gọi là chính xác được nữa. Quỳnh nên nhớ đó, giỏi cỡ ngài Sa Di Đà Phật đó, cho đề mục cho học trò mình vẫn, nghĩa là không giúp cho đề học trò mình được như thường đó, nghĩa là đệ nhất thinh văn mà giỏi trí tuệ giỏi vậy đó mà vẫn không làm được như thường thì bây giờ sao mình làm được? Mình lên mình có thể giảng sư rất là giỏi Tam Tạng Pháp Sư đi, nhưng mà mình không biết cái đời, thí dụ như mấy chục người ngồi đây rồi Tam Tạng Pháp Sư mà vô đây cũng không biết cái ông này cá tịnh sao ông kia học tới đâu này kia làm sao ông giảng, thì ông cứ lật sách ra trong kinh đó Đức Phật dạy vậy 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 ông cứ giảng hay rất hay, nhưng mà nó không phù hợp với cá tánh người đó, không phù hợp với cái sự hiểu biết của người đó, giảng hay vô ích phải không? Mà nó quan trọng là cái người nghe là phải có căn bản cỡ nào đó nghe cái đó mới được. Mà muốn cho ông giảng sư không hiểu mình đó, mình phải đặt cái câu hỏi, đặt hỏi để cho ông giảng sư ông đoán được mình ở chỗ nào, mà ông chỉ đoán thôi chứ không phải là thật sự, không phải là thứ thiệt đó, đoán là như thế nào đó rồi ông mới giải cho mình hiểu đó. Chứ không phải là mình nói là dĩ nhiên ở đây đa số ông giảng sư ông nào cũng phải học đàng hoàng đó, mới dám đăng đàn giảng đó, đó. Nhưng mà rất tiếc cái người ngồi trước mặt ổng là hai mươi mấy cái đít đây là ổng không biết ai là ai đó. Đó, ông biết người này cá tánh tham sân trí tuệ nhiều tài kiến ít hay là kiến nhiều trí tuệ yêu ông chúng đâu biết. Nhưng mà cứ đè ra lật ra đây là trong bộ kinh số đó cứ giảng 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 cả đời, nhiều lắm là thích hợp với một hai người thôi, mà một hai người thích hợp đó lại cái căn bản người đó lại không có thì cũng như không, thấy không, thất quốc chứ sao. Ông giảng sư hay là một chuyện, cái người nghe phải có căn bản và hỏi đúng cái chuyện mà mình nghe để cho mình hiểu rõ ràng, mà ông giảng sư lúc đó đó ông mới có thể ông giúp được hay không là lúc đó. Còn cứ mình lên giảng 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 hay gánh mấy rồi mà cái người nghe rồi trình độ quá thấp thì cũng chịu chết đó. Mà người nghe là không có khả năng để quán xét cái điều mình nói là người lạc vô nhân chẳng hạn thì làm sao huynh thấy không, rất là nghĩa là thành ra cái chuyện mà tại sao mình gọi là tầm sư học đạo là vậy, là nhưng mà tới nhiều ông rồi mình ông nào mà có khả năng mà giảng giải để mình hiểu hiểu biết được cái một phần cái cá tánh mình á thì mình học ông đó nhiều hơn. Bây giờ tất cả dân sư đây nó thật sự ra đem cái lời Đức Phật ra giảng thôi chứ không đem cái gì khác, chúng tôi nói trong cái hệ hệ nguyên thủy này thôi, còn hệ khác thì chúng tôi không có rành đó. Mà khi đem ra như vậy rồi đó, tại sao ông giảng sư cũng giảng được, tại vì ông phải coi chú giải sơ giải như thường coi năm ba mười chuyện ông ấy nói vậy, rồi khi mình hỏi thì ông phải dẫn chứng đàng hoàng để mình nghe mình hiểu, mà mình có khả năng mình phân tích chi pháp phân tích này phân tích nọ ông nói đi tới nơi được, chứ còn cả hai đều trống không
Ông sư ông giảng này không phù hợp với người nghe, mà hãy không phù hợp nghe rồi bởi vì cá nhân quý vị giống như chúng tôi là cái tâm lo ra rồi không bao giờ nghe tiếp. Mà không nghe tiếp thì nếu ở trên net thì lục lục coi có tin gì hay không này kia ông dùng, hoặc là lấy cái máy cell phone nó bấm 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 này làm sao không có kết quả được, thấy không? Thành ra cái chuyện mà cái người nghe quan trọng hơn là ông gì thì giảng sư. Ông giáo sư ông giỏi nhưng mà ông nói theo sách vở, còn trong khi có những cái mà phải bên lề sách vở, mà muốn biết bên lề sách vở thì cái người nghe phải hỏi, nghe xong phải hỏi, hỏi cho hiểu, hiểu nhớ rồi mới hành được. Vậy như vậy. Nam mô Phật Thầy á. À, sao hướng à, kính thưa sư. À, nói về hỏi thì không thấy cũng không phải chuyện dễ đâu sư. À, nãy giờ thấy rung ngồi im rung, nãy giờ không thấy ai hỏi à, thấy cũng có rất là nhiều cái vấn đề mà cái đặt câu hỏi nó cũng khó. Thầy như sư có cách nào để người ta có cái kiến thức để mà đặt được câu hỏi hay không sư? Cũng là một nghệ thuật chứ không phải chuyện đơn giản. À, chẳng hạn như nhiều người ta vô học rất là nhiều, đi học trường này trường kia, học trung bộ trường bộ bá ly rồi tăng chi đủ thứ, y pháp đủ thứ, mà tới hồi lên đặt câu hỏi tào lao, đặt cúng kiến mê tín gì đó. Thì vấn đề này thì theo như sư thì những nguyên nhân nào mà làm phát sinh những vấn đề xảy ra, và dạo này cũng nhiều hỏi vô chính thì thấy ít ai hỏi, thì sư có cách nào để mà chỉ cái phương pháp để mình có thể nắm bắt được cái vấn đề để mà lôi ra được câu hỏi mà ra coi cùng mình chưa? Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tông Hèn Giả Kinh Thưa Quý Vị. Hồi nãy chúng tôi nói câu tầm chưa học đạo là vậy. Bây giờ mình thích về tương ưng, kinh tương ưng, thì mình học, ví dụ mình học cái phần nào á, ví dụ tương ưng niệm xứ, tương ưng cách xa bả, tương ưng gì đó, một phần thôi, phần nào mà thích hợp với cá nhân của mình, trước là phù hợp với cá tánh mình, mình học học cho thuộc, rồi mình mới tìm mấy ông giảng sư nào mà có khả năng về tương ưng như vậy đó, mình mới đi hỏi cái đó, hỏi cho hiểu, giống như là mấy mình không còn thắc mắc mình nghe mà hỏi hiểu được đó, mình mới hạ thủ công phu được. Mà khi hạ thủ công phu nó vẫn có vấn đề nó trở ngại, mà khi nó trở ngại rồi chạy tới tìm ông giảng sư nó hỏi liền, chứ không phải nói là đợi ngày mai ngày mốt, nó hỏi liền để cho hiểu tường tận, xong hạ thủ công phu tiếp, khi nào trục trặc là hỏi, hỏi liền. Chứ còn mình không có đâu, tại vì đa số đó thì chúng tôi nói đa số là luôn mở có giờ, nhiều khi tới giờ đó lên ông sư đó ông giảng kinh pháp cú của mình đang tụng tương đương thì lụ trớt ăn chặt lắc, thấy chưa? Đó, tại nó không có đồng bộ. Mà sở dĩ một số nước họ làm được là tại sao? Tại vì thí dụ như bên Miến Điện họ có cái chùa nó gọi là Banh Chà Nikaya giá đó, là trong đó những vị sư học thuộc từng 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 bộ kinh, chứ người ta không học thuộc, nghĩa là sơ sơ, thí dụ cái ông đó không thuộc về trường bộ kinh, ông đó không thuộc về tương ưng gì ông sùm đó, anh nói khi mình ở gần đó hoặc mình ở trong cái chùa đó đó, mình biết cái nào mình chạy lên mình tìm cái ông thuộc lòng cái đó, thí dụ thuộc trường bộ kinh này ông có cái thai thô đàng hoàng dễ biết không, thai thô ông gọi là đi khá ni ca giá phanh nó cả, tức là biết ông này là ông thuộc là ông trường bộ kinh, thuộc cả chú giải này kia ông sùm thuộc hết, thì mình tìm tới ông đó mình hỏi. Nhưng mà của Việt Nam thì thường mình không có được cái cơ hội tốt như vậy đó. Mình thì học kêu bằng học theo kiểu là nghĩa là bao gồm cả giỏi ông mớ từ mớ từ mớ mớ này mớ nọ mớ này mớ nọ, giống như là hàng sáng vậy đó, tương ưng mớ chút. Thành ra bây giờ cái người mà chuyên nghiên cứu để có thể học được đó, Việt Nam rất là khó khăn đó. Nghĩa là mình tìm tới cái gì đó mình hỏi có thể giải thích được một số vấn đề, nhưng một số vấn đề khác lại không giải thích được. Bởi vì Việt Nam giờ là tam tạng pháp sư là chưa có, phải không? Đó, mình không có, mình phải dựa vào cái một cái thai thôi để mình biết cái gì đó có khả năng hay không. Còn Việt Nam thì không học cái kiểu đó, mình đã học ngành cách tổng quát. Mà khi cái quát rồi đó, nhiều khi mình nói qua nói chứ mình trả lời mình không thỏa mãn cái sự tìm hiểu của người ta, mà để hiểu không tới nơi thì làm sao hành được.
nên nhớ là mình có bản đồ dẫn đi lạc như thường. Đây cái chuyện mình học á, không có gì bảo đảm là mình hành được hết á. Đó. Mà đó là chưa kể ông thầy ông đưa cho mình cái bản đồ để mình dựa theo bản đồ mình đi, nhưng mà đa số mình nhận được cái bản đồ là mình trải bản đồ ra, mình đi trên bản đồ làm sao tới nơi được, thấy không? Nên nó khó khăn nhiều cái trường hợp. Mình chỉ có thể đổ thừa là tại vì cái tiền nghiệp của mình nó quá dở đi. Đó. Mình lúc nào kiếp nào gặp được Phật pháp là cái tu nháp là ra kiếp này vẫn tiếp tục nháp như thường. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xa thứ à, kính lên từng tầng lớp không à, thì giờ theo như sư nói thì thấy có vẻ mà, khó khăn quá à, khó khăn để mà đi đến cái con đường giải thoát. Thì thôi giờ học bài kinh thôi, được theo một cái kinh nó giống hạn như kinh Tứ Niệm Xứ, thì Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ là chỉ là con đường duy nhất, con đường độc nhất để đưa đến cái sự mà thanh tụ chúng sanh à, tốt đẹp này kia. Là thì khi mà thành tụ vậy thì giờ mình học bài kinh đó thôi. À, mình tu tập bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi à, cứ vô hít vô biết vô thở ra biết thở ra, cứ vậy tập tới thì có thể khả năng đắc được đạo quả không ạ? À, con cùng mình xin. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị, không có khả năng đâu huynh. Mình học bài kinh Tứ Niệm Xứ với điều kiện những cái râu ria của thuộc về liên quan tới bài kinh Tứ Niệm Xứ mình phải học cho rõ ràng. Thí dụ bây giờ mình muốn biết thí dụ trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, nếu mà huynh từng học gì pháp, huynh lật ra từ cái niệm thân niệm thọ tâm niệm pháp đó, bốn cái đó liên quan tới bao nhiêu thực tính pháp, thì huynh phải lật cái bộ di pháp ra huynh học tất cả những cái liên quan cái thực tính pháp mà liên quan về kinh Tứ Niệm Xứ đó, huynh mới có thể hành được. Chứ còn bây giờ huynh không học cái đó rồi huynh nói thở vô ngắn với thở vô ngắn, thở vô dài với thở dài, thở ra ngắn với thở ngắn, thở ra dài với thở ra dài, thì không biết thở ra dài mà thở ra dài biết tôi đang buồn rồi chết chắc rồi, không thở dài là buồn rồi như không rồi sao đắc cái gì được đó. Anh đó nghĩa là tối thiểu, nó thật sự là tối thiểu đó là huynh phải nghĩa là có khả năng thuộc lòng 1/3 cái bộ tâm tạng liên quan tới cái điều kiện mà huynh muốn hành, không cần thuộc hết phải như 1/3. Tại sao chúng tôi nói 1/3 là tại vì khi mà đắc niết bàn nó có ba hạng: hạng thấy vô thường, hạng thấy khổ não, giới vô ngã, thì cái ít nhất là mình phải thuộc 1/3, nghĩa 1/3 tầng luật, 1/3 tầng kinh, 1/3 tầng di pháp mình mới làm được cái gì. Chứ còn nếu không mà thở vô ngắn biết thở ngắn, thở ra dài biết là đang buồn là chết giấc luôn. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính chào sư Liễu Tông, sư Trí Đức, sư Pháp Thanh và cô tu nữ Tệ Duyên và quý vị Phật tử. Con có một câu hỏi mà lúc trước cách đây 5 năm khi con bắt đầu con học di diệu pháp thì con có thảo luận với một số bạn đồng tu, cũng như tới bây giờ thì hôm nay con có dịp con xin hỏi sư để xin sư cho con biết cái câu hỏi đó để con gặp bạn con để cho bạn con biết đó. Thì khi mà học qua tới tâm sở xuất, những cái tâm sở đó, thì tâm sở xuất thì 13 tâm sở biến 13 tâm sở trợ tha, nhất là 7 tâm sở biến hành rất là phức tạp. Thì trong đó thì con lấy ví dụ như là tâm sở xuất. Dạ, cho con không biết có nghe âm thanh của con rõ không, cho con xin tín hiệu để con nói tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con hồi nãy con có post lên một câu đó, thì tâm sở xuất á, theo Phật pháp thực tính của nó là nó nối kết giữa cảnh, căn hay là thần kinh thân, hay là căn được thì con nói căn cho nó ngắn, và tâm có lẽ là tâm là thức, đó là Vinyana. Thì lúc tụi con có nói giống vậy thì có một số nói nhãn thức có trước rồi mới tới nhãn xúc, chẳng hạn tùm lum tùm la vậy. Nhưng mà lần trước cách đây hồi tháng vừa rồi con có hỏi sư
Nhưng mà con không có lên đó, thành ra con đánh máy vô. Mà sư nói con học biết nhiều vậy đó, câu này con không biết nữa, không có trả lời. Con không biết tin từ đâu mà sư biết con học học biết nhiều, mà trong khi đây là lần đầu tiên con vô máy con nói chuyện, thì con thấy cái đạo tràng này, trong cái room này Phật giáo Nguyên Thủy thì nó chạy tùm lum tùm la hết, con cũng bó tay luôn, con không biết. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện thế gian mỏi nhọn. Con không để ý đấy, nhưng mà con rất quan hỷ, con rất vui mừng, thì con rất hạnh phúc khi mà con được có một vị sư mà học rất lâu năm và có nhiều kinh nghiệm như sư Liễu Thông, trả lời những câu hỏi mà con muốn hỏi. Như vậy, để con bữa nay con lên room, con xin hỏi sư cái này cho bạn con và luôn cho chính cái bản thân của con, và con xin sư trả lời. Thì hồi nãy con có post lên một câu đó, xúc là sự kết, là sự kết hợp giữa ba 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 loại là cảnh, căn và tâm. Tâm hay thức thì cũng vậy, đó là giới, đối với cảnh trời dục giới và sắc giới. Riêng với cảnh trời vô sắc giới thì nó không có sắc pháp, thì nó chỉ có tâm và cảnh thôi. Thành ra bây giờ con không nói tới cảnh trời vô sắc giới, con nói về cảnh trời dục giới và sắc giới thôi. Thì con có thí dụ, chẳng hạn như á, con đã từng được sư phụ dạy là nếu mà nhãn xúc á thì gọi là các khu sam phát sát, thì cái trong thay vì có người nói là các khu phát sát thôi, nhưng đúng ra phải là biên có cái chữ sam sam trong đó nữa, tức là các khu sam phát sát, thì nó phải nói ra bằng hai cái, gồm có cảnh. Nếu mà mắt á, thì là cảnh sắc, còn nếu mà lỗ tai thì cảnh thinh, nếu mà cái lỗ mũi thì cảnh tỷ, chẳng hạn như vậy, cảnh khí. Và nếu mà thiệt á, thì là cảnh vị, chẳng hạn như vậy, còn thân là cảnh xúc, chẳng hạn như vậy. Bây giờ con để vô vắn tắt, con chỉ lấy về con mắt thôi. Thì nhãn xúc thì nó do gồm có cảnh sắc á, rupa ramana, và nó nói với thần kinh nhãn, tức là các khu passada, và nhãn thức các khu vinyana. Nhưng mà khi con thảo luận đó thì bạn con nói rằng, có người nói rằng á, không cần các khu vinyana, tức là thức. Như vậy trong này con thấy nó không có ổn, theo như con nghĩ. Tại vì nếu không có nhãn thức thì làm sao có nhãn xúc được? Tại nhãn xúc chính là tâm sở xúc. Nếu mà không, mà trong khi mà con học tâm dẫn đầu các pháp, tâm ở đây có nghĩa là tâm dương, tức là 121 tâm, thì nhãn nhãn thức tức là các khu vinh gia nhá ở trong ngũ song thức, ở trong 18 tâm vô nhân. Thì nếu không có nhãn xúc thì làm sao có nhãn xúc? Thì con có hỏi một người giống vậy thì ta nói cái nhãn thức tức là cái nhãn xúc đó, thì con không có đồng ý như vậy vì nó vô lý. Đó là câu hỏi của con. Vậy nếu mà cái người mà nói nhãn thức tức là cái nhãn xúc đó, như vậy nếu mà nó sai thì nó sai chỗ nào, và nếu nó đúng thì nó đúng như thế nào? Con nghĩ rằng nó không có đúng đâu, nhưng mà con xin sư trả lời cho con biết và giải thích cho con rõ. Con xin cảm ơn sư và con xin trả máy lại ạ. Nam mô Bổn Sư, kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư vị. Nói tùm lum là chúng tôi không hiểu nó muốn nói gì nữa. Nói tóm tắt chữ xúc phật xạ đó, nó tùy theo nó ở chỗ nào mình mới có thể mình nói chính xác nó như thế nào. Phật xạ nó thuộc loại về phật xạ hãm, tức là xúc thực nó khác. Mà phật xạ là nó nằm ở trong cái những cái điều kiện khác nó khác. Mà nếu mà phật xạ nó là cái quả của sa la gia ta đá đó, theo duyên khởi thì nó khác đó. Nhưng mà chúng tôi không có trả lời chi tiết, chúng tôi xin lấy Pali trong sẵn dứt tạ ni ca giá, tức là tương ưng ni ta na quắc, tức là tương ưng nhân duyên. Đây là cái câu để biết xúc là như thế nào. Chặt khuẩn chạ bà tịch chạ ru bê chạ
Ô bạch cha tị, chặt hữu viên nhà năng, tin năng, sẵn khá tị, phạt sổ. Đó. Nhãn thức phát sanh do nương vào sắc thần kinh mắt và sắc cảnh sắc. Cái sự tập hợp giữa sắc cảnh sắc, sắc thần kinh mắt và nhãn thức được gọi là phạt xả. Đó, đây là câu Bali trong Sẵn Dứt Tạ Nikaya Nida Na Quắc ha. Đó, thành chứ và xả là tập hợp của ba chuyện khác nhau, nói một cách chung chung. Còn nếu mà nó nằm ở, nó là phạt xả ra khác mà nó nằm trong cái chỗ khác này nó khác, mỗi chuyện nó khác nhau, thành ra không thể trả lời một cách dứt khoát là nó là bao nhiêu. Nhưng mà đây chúng tôi nói theo Bali của cái Sẵn Dứt Tạ Nikaya và Ni Đà Na Quắc khác. Quý vị có thể vô trong đó chắc để thế câu chắc khuôn chà bà tịch chà rô bê chà ô bạch chá tị chắc khu huynh nha năng tin năng sẵn có tị phạt sổ. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi trả lời câu hỏi của Xích Kim, và con đã thấy Xích Kim sa thú rồi. Con chờ không thấy vị nào đưa tay nên con xin phép được cầm mic. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Trần Đạo có câu hỏi không? Trần Đạo có câu hỏi không? Nhật Bình kính mời bằng tay Trần Đạo ạ. Dạ, mời tất cả quý vị ăn trong đạo tràng. Dạ, nãy giờ Nhật Bình cũng kính cảm ơn Huynh Kinh. Đã hỏi nhiều câu hỏi mặc dù không có câu hỏi trong đạo tràng, huynh đã không để thời gian chấm dứt trong đạo tràng. Rất là cảm ơn huynh. Dạ, Trần Đạo có câu hỏi không? Trần Đạo Đạo có câu hỏi không thì cho Nhật Quỳnh tín hiệu đi. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Dạ không hả. Dạ, dạ bây giờ con cũng chưa thấy câu chết chát, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ, bà đây ngài cho con hỏi một câu. Thí dụ như tụi con là người Phật tử, nhất là con rất là sơ cơ về Phật giáo, mà con ví dụ như muốn tìm hiểu. Dạ, mời thôi kệ. Dạ, mời thôi kệ hỏi nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ đạo tràng, con kính lễ sư Liễu Tông, con kính lễ quý sư. Dạ, con xin phép được gửi câu hỏi lên sư Liễu Tông. Như con thường nghe nói rằng là con đường duy nhất là con đường đi đến đạo quả là tứ niệm xứ bát chánh đạo. Nhưng mà thường thì người ta vẫn có nói rằng là giáo pháp không cố định và theo nhân duyên của chúng sanh mà có nhiều pháp. Vậy thưa sư, đâu là sự thật? Con kính mời sư chỉ dẫn ạ. Con kính gửi mít lại cho ngài. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp, ngài dựa vào cái tiền nghiệp của cái gì đó, cái ba la mật của gì đó đã tạo. Thành ra có khi ngài thuyết là bát thánh đạo, có khi ngài thuyết là cái này cái kia. Nhưng mà ở đây là ngài thuyết là tứ niệm xứ. Thì trong tứ niệm xứ có câu e ca giá nô mắc khổ. Thành ra mình dịch con đường duy nhất. Nhưng mà theo chú giải thì có bốn chuyện để nói về con đường duy nhất. Tức là con đường đi bởi một người duy nhất, tức là Đức Phật, nghĩa đi đầu tiên. Cái thứ hai, chỉ riêng con đường duy nhất chỉ có trong giáo pháp này mà thôi. Cái thứ ba, con đường duy nhất là con đường tự mình đi chứ không phải ai đi khác, nghĩa chúng sanh nào muốn đi tới nơi phải tự mình đi. Cái thứ tư là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất. Chúng tôi thường dùng cái nghĩa thứ tư này để nói tới tứ niệm xứ, con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất.
tức là niết bàn, tức là có cái pháp mà đưa đi ra khỏi luân hồi. Thì chỉ có con đường đó, nhưng mà tại sao Đức Phật nói tứ niệm xứ, thì đó là bắt đầu cho con đường. Nên con đường tứ niệm xứ là Ekayano Makho, từ tứ niệm xứ cho tới cuối cùng là bát thánh đạo. Bát thánh đạo thì vì chúng tôi thường thường mà chúng tôi hay thí dụ, có lẽ gì là ít cái vô rung là biết thấy nghe chúng tôi thí dụ tại sao mà như vậy. Chúng tôi thí dụ là mình đi từ Sài Gòn là tới Huế đó, thì bắt đầu mà lên xe ở Sài Gòn đó là mình bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ. Nhưng bây giờ hành giả không ở Sài Gòn mà ở Vũng Tàu à, muốn đi ra Huế thì phải làm sao? Thì các thiền sư sẽ dùng phương tiện để cho người đó đi Huế, nhưng mà trước nhất là cái phương tiện là chỉ vô đi vô tới Sài Gòn trước. Thì đi vô tới Sài Gòn là từ Vũng Tàu đi vô tới Sài Gòn là không thể đi, không thể là tứ niệm xứ được. Thành ra họ mới có phương tiện, thí dụ như là phòng xẹp chẳng hạn. Nhưng mà cái người thứ hai đó là họ ở Cà Mau chứ họ không ở Vũng Tàu, họ cũng muốn đi Huế, thì vị thiền sư cũng dùng phương tiện để chỉ họ đi vô Sài Gòn trước đã, bằng cách là Bút thô. Nhưng mà cái người thứ ba đó là họ không ở Cà Mau mà họ ở Phú Quốc, bây giờ cũng muốn đi ra Huế thì làm sao? Thì nhà các thiền sư cũng chỉ dùng phương tiện cho đi vô Sài Gòn cái đã. Thì là niệm thảo ma ra hẳn, thì thành ra tất cả những phương tiện như quý vị thấy phòng xẹp mà bút thô hay là cái gì đó là chỉ là phương tiện để đi vô tới Sài Gòn mà thôi. Thành ra khi vô Sài Gòn bắt đầu lên xe để đi ra ngoài đó đó, tức là bắt đầu trệ thứ nhất đó, trệ thấy danh sắc. Còn bây giờ quý vị không ở Sài Gòn mà quý vị ở Nha Trang, quý vị muốn đi Huế, thì cái vị thiền sư sẽ nói thẳng là quý vị niệm ngũ quyền, những cái pháp ngũ quyền. Mà nếu giờ quý vị ở Đà Nẵng muốn đi ra Huế thì vị thiền sư sẽ nói là niệm thất giác chi, ví dụ vậy. Thì bởi vì quý vị đã không phải đi từ Sài Gòn, đi từ theo cái đoạn gần gần tới Huế rồi, thì thất giác chi là gần tới đoạn đường cuối cùng rồi. Thành ra nó có nhiều cái đó là mà quý vị nên hiểu là họ, các thiền sư và các trường thiền chỉ dùng phương tiện để quý vị đi tới cái nơi đầu tiên là quý vị có thể bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ mà thôi. Đó. Nhưng mà rất tiếc đó, cái vị mà ở Vũng Tàu đi vô tới Sài Gòn, gặp cái vị ở Nha Trang ấy ở Cà Mau vô tới Sài Gòn, rồi gặp cái vị Phú Quốc vô tới Sài Gòn, súng nhau săn táo cãi trước, thầy tôi mới đúng. Không phải, thầy tôi mới số 1, đúng hơn, súng nhau cãi. Thành ra quên cái chuyện mà leo lên xe để đi ra Huế, thành ra vẫn tiếp tục luân hồi là như vậy. Thành ra khi mà mình nói là mình hành thiền tứ niệm xứ đó, đúng mức là nó có ba chi, tức là Atabi Sambacchano Satima, tức là phải đã thấy danh sắc rồi, phải biết đầy đủ rồi, tức là cái bước ban đầu là phải, nghĩa là có cái năng lực như vậy. Còn mình thường thường đó, đa số là mình đi tới nơi đó là mình chỉ có phương tiện đi vô Sài Gòn hoặc là cái thứ thiệt vô đó, thì cũng chỉ là tập niệm thôi, chứ chưa phải là hành thiền. Nó nhớ cái đó nha, chưa phải là hành thiền. Bởi vì hành thiền nó phải có đủ ba chi. Còn mình mới có hai chi thôi, Atabi Sati, chứ không có Sambacchaya, không có trí tuệ làm sao gọi là hành thiền được. Hành thiền nó phải đủ ba chi vậy đó, nó quý vị nên hiểu vậy. Hiểu cho nó đúng là con đường duy nhất là như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con đã thấy thôi kệ dạ sát thủ rồi. Có nghĩa là thôi kệ đã tri ân ngài rồi. Dạ cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ mà con cũng thành kính tri ân ngài. Dạ lần đầu tiên con mới nghe được nói về con đường, cái câu con đường duy nhất này. Dạ nên rất là hoan hỷ với câu hỏi của thôi kệ để nhục mình nghe được cái câu con đường duy nhất. Để con thấy cái câu con đường duy nhất này cũng bàn ra tính chào nhiều thứ lắm. Dạ mà hôm nay thì con rất là hoan hỷ. Dạ
À, kính chào Quỳnh Minh Tâm mà mới vào đạo tràng, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi không? Quỳnh Minh Tâm à, có câu hỏi thì đưa bàn tay lên. Và quý vị trong đạo tràng mới vừa vào đạo tràng, có vị nào có câu hỏi thì đưa bàn tay lên ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Quỳnh Minh Tâm có câu hỏi đưa bàn tay lên đi rồi ảnh lễ quý ngài rồi rồi có hỏi luôn được không Quỳnh Minh Tâm? Dạ, kính mời quý vị ạ. Dạ, con cũng chưa có thấy câu hỏi, cũng chưa có thấy cái bàn tay. Dạ, à, con xin à con giờ rồi rồi, nhà mời cô nha. Dạ, sa thú, cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Ngài Tâm, Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý Phật tử. Dạ, con có một câu hỏi như thế này. Con muốn hỏi về tâm tịnh hảo. À, cái tâm tịnh hảo á, thì nó là trong sáng. Nhưng mà con muốn hỏi về cái tâm tịnh hảo này khi mà tâm tục sinh á, nó có sẵn cho người đó hay không? Hay là khi họ ra đời, họ sống với cha mẹ, với gia đình, với xã hội thì họ mới có cái tâm tịnh hảo này. Dạ con xin hết, con xin ngài giải thích cho con hiểu. Như vậy cái người này có từ lúc họ tục sinh hay là đã ra đời rồi mới có? Dạ con xin ra xuống mức. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính bạch Chế Tôn Thiện Thiện Giải, kính thưa chư quý vị. Thật sự mà phải biết tâm tình hảo là loại nào nó mới ấy được, cho tâm tình hảo nó có nhiều cho nó đâu có ít đâu. Nhưng mà còn hãy từ lúc tục sinh đó thì tùy theo ở bốn đường ác đạo hoặc là người lạc vô nhân thì hai cái tâm đó mình gọi là tâm tình hảo là nó không có đúng, hai tâm tục sanh đó, tức là hai cái tâm sanh thì ra ná tòa xã đó. Một cái đưa đi bốn đường đạo, một cái đưa về cõi người, về cõi ấy thì mình nói tâm tình hảo thì không có đúng. Còn mấy cái tâm khác thì nó có thể gọi là tâm tình hảo được, nhưng mà không có nghĩa là mình có cái tâm tình hảo rồi nó sẽ giúp mình làm gì, không phải đâu. Từ từ nó giúp là một phần do tiền nghiệp, phần thứ hai là khi là mình đủ trưởng thành thì mình làm những cái động tác. Động tóc này nó là tâm thiện, tức là nó tâm tình, một loại tâm tình hảo dục giới đó, hoặc là đắc thiện, hoặc là đắc đạo quả. Thì đó, đắc đạo quả thì tâm tình hảo đó mới là thứ thiệt, chứ còn cái của mình là lúc có lúc không, chứ không có lúc nào ấy đó, thành ra tùy theo. Thành ra nhưng mà thường thường chúng sanh nó có hai cái việc mà cái lặp đi lặp lại hoài nên nó mới khổ. Vì đọc trong kinh Phúc Cú gì cũng có thấy đó. Nghĩa là coi thường việc ác nhỏ rồi làm, nghĩa là coi thường việc thiện nhỏ rồi không làm. Nó hai cái đó chúng sanh thường bị nhất. Ừ, ở đây đây chúng ta nên hiểu điều đó. Đối với ác pháp thì nên tri túc, dù là việc ác nhỏ thì cũng phải tri túc, không nên làm. Nhưng mà đối với việc thiện nhỏ cũng không nên tri túc, là cũng phải làm. Để dung bồi những cái gì mà cần thiết. Bây giờ mình sống là nhờ vào nó, nhờ vào những cái đó, chứ mình không nhờ những cái khác được. Cha mẹ thì chỉ giúp mình một số phương tiện về vật chất bên ngoài thôi, nhưng mà mình được hay không được là do cái biệt nghiệp của mình. Biệt nghiệp của mình như thế nào là do, phần lớn là do biệt nghiệp. Phần kế là do cái cộng nối với những người xung quanh. Và cái thứ ba nữa là do cái hiện trạng của xã hội để mình có cái đời sống hiện tại này. Nhưng mà khi mình là cái biệt nghiệp mình nó xấu rồi đó, thì mình ở đâu thì nó cũng xấu hết á. Tức là ác pháp nó theo kịp đó. Chứ không phải không.
Còn mình cái nghiệp mà nghiệp tốt mà nó theo thì mình ở đâu nó cũng tốt. Ví dụ như cái con cẩu mà của bà công chúa Thái Lan đó là hồi xưa là lúc chúng tôi ở Thái Lan đi thì bệnh còn tức với nó đó, nó không biết tắt hàng ngày, con người dẫn đi bộ để thư giãn rồi này kia ông sùm, còn mình đi thì bệnh bữa đói bữa no đó, vì sao thì phước mà nó có khả năng cho quả rồi thôi ở cõi nào cũng xứ đó, còn nó không có khả năng cho quả mà nó cõi nào cũng cực. Là nó cố gắng không nên đi túc trong thiện pháp, càng làm càng nhiều càng tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú sa thú. Cô con thấy cô Tị Duyên đã kính tri ân ngài rồi. Dạ, mời bàn tay của nhà mời bàn tay của Sức Chim và nhà mời bàn tay Thôi Kệ. Dạ kính mời vậy vậy ạ. Dạ con kính lễ đạo tràng một lần nữa. Dạ con cũng kính lễ sư và gửi sư một câu hỏi. Thưa sư, cảm ơn chị Nhật Bình. Thưa sư, đắc đạo quả với lại đắc thiền ở bốn tầng thiền với lại bốn đạo quả có khác nhau không thưa sư, và khi đạo quả có cần đắc các tầng thiền không thưa sư, kính xin sư khai thị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, đắc thiền nó khác, đắc đạo quả nó khác chứ. Đắc đạo quả là mình bắt đầu bước chân vào cái dòng mà chỉ còn tối thiểu 7 kiếp nữa ra khỏi luân hồi rồi. Còn đắc thiền á, thiền nó hết năng lực hoặc là nó quỷ hoại là dẫn rớt xuống cái bịch như thường như này ha. Đắc đạo quả có thể đắc thiền, cũng không có thể đắc thiền, có thể đắc thiền nhưng mà dầu không đắc thiền này nữa thì cái tâm đạo tâm quả nó phát sanh á, nó cũng tương đương với sơ thiền, tương đương với sơ thiền, có năng lực tương đương với sơ thiền, nhưng mà không thường thường người ta không gọi là đắc thiền. Còn cái người mà đắc thiền đắc đạo quả thì tùy theo, có thể đắc sơ thiền cùng với đạo quả, hoặc là nhị thiền hay tam thiền là tùy theo, đắc thiền đắc đạo quả cũng có, nhưng mà không đắc đạo quả đắc thiền cũng có. Nhưng mà đắc đạo quả không thiền cũng có, nhưng mà chắc chắn là đắc đạo quả là được gọi là tương đương với sơ thiền, tại vì tính theo chi chi của các pháp mà nó đi chung với tâm đạo đó, nên người ta tính tương đương sơ thiền nhưng mà không phải sơ thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin kính chào các sư và các tu nữ và quý vị Phật tử. Con có câu hỏi sư. Con học kinh Pháp Cú câu 121 và câu 122. Cái câu đầu tiên á của câu Pháp Cú 100 con có để lên á, của câu 121 thì dùng chữ là mắt phá măng nhê thá, còn câu 122 thì dùng chữ ma quá măng nhê thá. Khi mà sư Chí Đức dịch ra đó thì con thấy hai cái nghĩa nó giống nhau, chớ chê khinh đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật có khi dùng chữ này, có khi dùng chữ kia, mà con không hiểu tại sao. Có điều gì đặc biệt mà Đức Phật muốn nhấn mạnh vào hai cái chữ này không sư? Con xin trả máy lại cho sư. Con cảm ơn sư trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi không có để hai câu đó nhưng mà chắc chắn là nó phải khác nhau, nó khác nhau vì lý do là mà muốn biết phải coi trong duyên sự. Rồi cái khác nhau thứ nhất, cái khác nhau thứ hai là có thể tùy theo cái bộ mà mình coi ha. Có tất cả năm bộ tam tạng,
Nam Bộ Tam Tạng mà viết bằng chữ Bali Nam Bộ. Còn viết bằng tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng thì có ba thêm ba bộ nữa là tất cả 8 bộ đang lưu hành. Thì trong 5 bộ đó đó, nhiều khi cái chữ nó khác nhau nhưng cùng nghĩa là tại vì cái âm từ cái nước nó dùng á, nó không có cái âm đó, thành ra họ có những cái âm tương tự. Thì 5 cái bộ mà tiếng Bali đó, thường nếu mà quý vị coi trong cái lần cái tập Tam Tạng, cái bộ của lần cái tập Tam Tạng thứ 6 cuối cùng đó, họ có phút nâu ở dưới đó. Tức là bộ thứ nhất là của Tích Lan, bộ thứ hai của Miến Điện, bộ ba của Thái, bộ tư của Campuchia, bộ thứ năm là của Bali Tech Society. Đó. Thành ra đó nhân là cái bộ mà chúng ta đang học, đang ấy hiện tại thì nó tùy theo những cái bộ đó. Tại vì cái lý do là có những cái chữ mà tiếng Thái nó không có, hoặc là tiếng Miến Điện nó không có. Thành ra khi người ta viết ra cái chữ Roman thì nó có sẽ khác giữa các bộ tùy theo cái người dịch, ta lấy từ cái bộ nào. Nhưng mà còn nếu mà lấy cùng một bộ mà cái đôi khi nó có là dĩ nhiên là cái nó phải khác nhau một số cái chuyện mà tùy theo cái duyên sự của cái người nghe. Chúng tôi không có cái chú giải của cái đó đây để biết rõ nó khác nhau tại sao. Thành ra xin được đóng góp như vậy thôi. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ, con không thấy chị MC đâu hết, con xin phép được cầm mic hỏi không ạ? Dạ, kính cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa sư một lần nữa, con mở ra cái kinh Tương Ưng của thưa sư. Con thấy có cái kinh Tương Ưng Thiên Quẩn. Vậy thưa sư, Thiên Quẩn có nghĩa là sao ạ? Xin sư giải thích cái chữ Thiên Quẩn. Tương Ưng Thiên Quẩn. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Hỏi gì nhưng mà không biết đường đâu mà mò. Tương Ưng Quẩn, Thiên Quẩn có thể là chúng tôi không biết cái chữ thiên cho đó là nó chỉ cho siêu nhiều hay là chỉ cho 1000 gì đó, cái đó là phải coi lại trong đó mới được, chứ còn bây giờ hỏi chúng tôi không có bộ tâm tạng đi ra chừng. Nhưng mà Tương Ưng Quẩn hay Tương Ưng gì vậy đó, cái đó phải để có rảnh chúng tôi coi lại, tôi coi tại sao dùng cho Tương Ưng Thiên Quẩn trong tiếng Việt mình. Tại vì trong Bali nhiều khi nó hay người Việt mình dịch những cái nó không có sát với cái chữ Bali, là để phải coi kỹ mới dám nói, chứ không nói cái nó thành tầm bậy nữa. Nó một cái thầy ạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, thưa kệ hoan hỷ nha, để Ngài coi lại, để Ngài trả lời cho đúng nha. Cái luật của Ngài là như vậy, nên đạo tràng cũng rất là hoan hỷ ở chỗ này nha. Chuyện gì Ngài thông suốt thì mà Ngài nói thông suốt, còn không thì Ngài để coi lại. Dạ, kính mong quý vị hoan hỷ. Dạ, bạch sư, bạch thượng tọa Pháp Thanh, dạ sư ngồi nán lại một chút nữa đi bạch sư, con thấy cũng không còn bao nhiêu phút nữa mà đã đến giờ đóng rung rồi bạch sư. Sư ngồi nán lại chút, nãy giờ sư ngồi được rồi, bây giờ sư ngồi thêm một chút nữa ha bạch sư ha. Dạ, con thay mặt đạo tràng cũng thỉnh sư ngồi lại thêm một chừng hơn 10 phút nữa thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay và đưa những câu hỏi ạ. Nam Mô Bổn Thầy giá. Rồi, dạ con kính dâng mít đến nhà Liễu Tông ạ. Nam Mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị.
Chữ trong này nó có ghi chú nè, năm thiên tức là quốc khá. Quốc khá là mình có thể mình gọi là năm tập hoặc là năm bộ cũng được. Mà dịch là chữ thiên. Nhưng chúng tôi hiểu tại sao dịch là chữ thiên, nhưng mà họ mở mặt ra cái chữ Pali là quốc khá. Quốc khá thì là một tập, một nhóm hay là đấy đó. Chứ thành ra thiên quẩn thiên có kệ thì gì, tức là nhóm có kệ, nhóm nhân viên, nhóm quẩn, nhóm sáu xứ thì nhóm đại phẩm, chữ quốc khá. Tại vì cái chữ Pali của nó là chữ thiên là quốc khá, quốc khá, quốc khá nè. Chứ đó là nó dịch từ cái chữ quốc khá, tức là tập hay bộ, nằm một cái thầy á. Dạ, sa thủ con thấy thôi kệ đã tri ân ngài rồi. Dạ, dân nước nữa, nhà rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, Nhục Bình kính mời Đạo Tràng. Mời Đạo Tràng có thể đưa những bàn tay và có những câu hỏi tiếp tục ạ. Dạ, kính mời Quỳnh Minh Tâm. Dạ, không ai hỏi, con xin phép được hỏi. Trước hết con kính định lại với ngài sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ, kính thưa sư, dạ, mới đây con bài báo viết về một cái chùa ở Philadelphia ở Pennsylvania, hồi xưa mua 150.000, dạ, rồi cũng kêu gọi Phật tử quyên góp được khoảng mười mấy năm, nhà bây giờ sửa sang lên ngon lành thì bán được triệu mấy. Rồi làm cho Phật tử ở cái rồi bán xong rồi giọt thì làm cho Phật tử ở cái vùng đó người ta rất là buồn phiền, người ta buồn phiền, tức là kiếm được một số tiền rất là lớn. Con biết sư thường hay nói rằng là chư tăng không có được xây chùa, nhưng mà thực sự ra thì trong cái thế hệ bây giờ thì hầu như chỉ có chư tăng xây chùa thôi. Thế đây ý của con muốn muốn hỏi là cái người Phật tử của mình á, và mình thì không thể tránh được rồi, bởi mình không có biết ai có thể các chùa giả mình cũng không biết. Và nhưng ý con hỏi là cái người Phật tử mà khi đóng góp xây chùa thưa sư, thì họ nên chuẩn bị cái tâm lý nó như thế nào, và để khi mà một vị nào đó bán chùa đó thì người ta tránh cái sự gọi là bực bội. Vì có nhiều người họ cũng rất là bực tức, nhiều khi mình bỏ nhiều tiền vô đó quá, tự nhiên bây giờ không bán hay là cái sư cô đó bán rồi hốt đi luôn, thì như vậy thì nó đương nhiên người ta buồn phiền. Thì con không có thắc mắc cái chuyện rằng là cái người tu xây chùa cái đó sư dạy nhiều rồi. Con chỉ nói là sư dạy dùng người Phật tử là khi người ta cúng dường xây chùa đó, hay là người ta đến làm công quả rồi người ta cất chùa vân vân này nọ cái đó, thì mình phải giữ cái tâm của mình như thế nào để mà khi mà có ai đó bán chùa thì mình giữ quan hỷ. Và con kính thỉnh sư Liễu Tông ở điểm này. Nam mô Phật Thầy, giả kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư quý vị. Thì quý vị thường nghe câu là nhất tử vi sư nha. Làm chùa, một ông sư là rập chùa ở mình thôi, khi nào họ có tiền nhiều quá thấy lời bán, gọi là mà họ chưa hoàn tục là bán tự vi sư, tức là bán chùa cũng được gọi là ông sư chứ đâu phải ấy đâu, không bình thường thôi, thấy không? Còn Phật tử đó, thứ nhất là mình phải chúng tôi nói nhiều lần là tại quý vị không nghe ông tôi thôi. Lật cái bộ lên nhờ ông Google đó, đánh vô cái chữ là luật của nhà sư và luật của bà sư, thì coi cái đó là hai cái sách coi tướng ông sư bà sư. Nếu mà coi là mình nhận dạng là cái mình có nên giúp hay không nên giúp, bắt đầu từ đó, thấy không? Đó, cái đó là hai cái quyển mà quý vị cần thiết để nghĩa là không sợ lầm lẫn hoặc bị lường gạt. Nó sách coi tướng ông sư với coi tướng bà sư đó. Còn nếu không á thì quý vị sẽ bị tà sư ác hữu nó tó là cái chắc rồi. Nó có câu nói ra thì chúng nó chửi, nhưng mà cái câu thường có nhiều người ngâm lắm, mà
đời mà pháp không lo cướp giật tu làm gì cho cực tấm thân đó, thành đã sống chùa xong rồi cái kiếm chuyện để giọt ha. Thành ra quý vị nên làm thế nào để quý vị biết coi tướng mấy người đó, thì khi mà giúp phải giúp, không giúp thì thôi khỏi hối hận. Tà sư ác hữu không phải có, từ thời Đức Phật đã có rồi quý vị, tại quý vị không để ý thôi. Thứ nhất là chúng tôi kể cho quý vị nghe, thầy của ngài Sariputta tức là Sanchaiwerachaputta đó, khi ngài Sariputta nghe đã xong đắc đạo quả rồi, cái tới mời thầy mình, có vị Arahant Samma Sambuddha cháu xuất hiện rồi, ngài tới rất có nhiều lợi lộc. Thì ông Sanchai đó hỏi là ngài Sariputta, thế gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều? Thì ngài Sariputta mới trả lời, dĩ nhiên thế gian này người ngu phải nhiều chứ làm sao người khôn nhiều được. Thì ông ta phán cho ăn câu, như vậy thì người ngu ở lại với ta mà người khôn thì đi theo Đức Khô Tà Ma. Đó là cái vị thứ nhất tạ sư. Cái vị thứ hai, thầy của ngài Angulimala, Angulimala tới Tất Cả Sila đi học. Ông thầy ông nói là người đi giết 1000 người về đây ta dạy cho pháp cao thượng cũng hơi là phước ba la mật ông nhiều, cho cái gì cuối cùng mà để ông thịt đó là bà già đó thì ông khỏi đi, khỏi đi lên khỏi đất đạo luôn. Nên mình phải học cái cách coi tướng mấy ông sư bà sư đi cho nó chắc ăn. Cái thứ nhất, cái thứ hai, phần mình á, mình muốn làm phước mà để khỏi phải hơn sao giàu làm phước bậy đi nữa. Thì nên nhớ làm phước chỉ là làm phước mà thôi, chứ đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện là người ta làm gì với cái việc phước đó, với cái của đó. Bởi vì mình làm phước mà mình vẫn còn nghĩ tới giống như mình thả diều, cái diều rồi kéo kéo lại, tức là vẫn còn dính mắc cái việc mình làm. Mình làm phước giống như mình phóng sanh nó thả chim đó, nghĩa là cái này cúng cho chùa bao nhiêu đó là xong. Khi nào nghĩ tới cái đó, đừng bao giờ nghĩ không biết cái ông sư bà sư đó ông xài của như thế nào, nên nghĩ tới cái phước bố thí của mình, tức là niệm thí đó, để cho dung bồi thêm cái phước mình đã tạo, chứ không bao giờ nghĩ họ lấy cái đó làm gì, hay là họ nuôi gia đình nuôi ấy đó. Họ cái đó nếu họ có làm thì chắc chắn gặp diêm vương là vô chảo, chuyện đó của họ mình đừng có nên vô chảo. Thì họ, chúng tôi nói nhiều lần rồi, bây giờ quý vị giúp ông sư hay bà sư đó làm cái chùa, rồi bây giờ nó xảy ra cái chuyện vậy đó, bà quý vị giận ông sư bà sư, tức là mình nói mình giận, tức là mình nói theo đời chứ theo chúng tôi là mày thương họ đó. Tại sao họ làm bậy họ đi địa ngục, mình giận họ, cái giận của cái giận trong cái tâm cảm của mình, cái lộ trình tâm mình nó đưa mình đi địa ngục luôn. Bởi sao mà sân là đưa đi luôn được đạo, tức là người ta đã đi ngục rồi còn thương người ta đi theo người ta chi đó. Nên chấm dứt cái chuyện đó, lỡ kể như là mình vô minh thì nên quán cái vô minh của mình, quán cái nghiệp của mình, nghiệp của mình kiếp trước không biết gạt ai, bây giờ bị ta gạt lại đủ rồi ha. Đừng bao giờ giận họ, bây giờ họ chắc chắn là đi địa ngục theo họ rồi, vô ích ha. Mình thương họ chi cho nó mệt chứ, phải không? Nam mô Bích Thầy Giá Kinh Bạch Triều Tồng Hiện Giả. Kính thưa cho quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả Triều Tồng Hiện Giả cùng các sư nam sư nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Tên Nát Tây Giá Sa. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng dạy câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con được hiểu và đến gần những giáo pháp của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa thành kính lãnh lễ tri ân ngài, và chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học thảo luận Phật pháp đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Nhà đây con coi thượng tọa, con thấy thượng tọa Pháp Thanh còn ở đạo tràng, con rất là hoan hỷ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá.
Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và sau đó con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum va ruột tamang buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thô khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Phật tâm ăn ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cho được vị thẳng quả răng. Thẩm mê vô khá li tô đổ sô thẩm mô khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết đồng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quạnh đê hăng sanh khanh cho được vị thô tâm ăn. Sằng khề vô khá li tô đổ sô sằng khô khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc trúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, đây làm đúng theo cái thủ tục thì sư cũng xin tụng thời kinh phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Với phước báo mà quý vị đã thảo luận về Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp qua sự giảng dạy của ngài Liễu Tâm, thì kính mong với phước báo này cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như toàn thể quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức tốt đẹp, cải chánh tri kiến trên bước đường tu tập, và cầu mong tất cả